Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Quỳnh Bôi để cùng đi tiếp chuỗi những câu chuyện trong series Những Kẻ Trộm Mộ của tác giả Quỳnh Bôi. Chúng ta đã được nghe hai phần đầu của series này là Những Kẻ Trộm Mộ và Lời Nguyền Trộm Mộ. Ngày hôm nay mời quý thính giả cùng đi đến Mộ Quỷ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Quyển sách cũ đặt trên bàn lộ ra trang cuối. Ánh đèn huỳnh quang chiếu rõ lên nó, thấy một đoạn chữ viết tay. Bên cạnh là một hình vẽ quỷ. Trong các ngôi mộ kỳ bí, thường có loài quỷ sống cư ngụ. Loài này hình thành do xác chết không phân quỷ. Đặc điểm là cơ thể linh hoạt. Vết cắn của nó còn mang theo vô số loại bệnh không có thuốc trị. Gặp phải thì nên chạy. Nhưng nếu không còn đường chạy thì liều mạng đánh, chặt tay chặt chân của nó, may mắn có thể sống. Quỷ sống có thể bị giết bằng dao mát. Trên người nó chảy ra dịch đen, có khả năng ăn mòn như axit. Giới thuật sư cao tay truyền nhau cách trị loại quỷ đặc biệt này là dùng đòn chí tử, một phát đánh nát đầu. Tôi đọc xong những chữ cuối cùng này, tự hỏi trên đời thực sự có sinh vật như quỷ sống hay sao? Ma da, cự quỷ, rắn tinh, âm binh, tôi đều kinh qua. Bọn chúng tuy khó đối phó, nhưng cũng không đến mức gặp là phải chạy. Tiếng lạch cạch của hộp gỗ bên cạnh tôi đột nhiên rơi xuống. Có lẽ tôi đã vô tình gạt tay. Vừa định cúi người nhặt lên, thì đằng sau một giọng nói trầm ấm phát ra. Chiếc hộp đó còn giữ lại làm gì? Giọng nói này tôi quen thuộc, là anh Quân, người cùng tôi vào sinh ra tử mấy năm nay. Tôi không nhặt nữa mà ngồi thẳng đáp lời. Tính đi tính lại cũng được hơn một năm rồi. Một năm qua anh em mình lần mò đi phá rối Ngô gia, nhưng mà hình như bọn nó đang tính toán điều gì đó. Thà chịu tổn thất chứ không ra mặt. Một năm không dài, nhưng đối với tôi, nếu một ngày chưa trả mối thù giết chú giết em, tôi không tài nào ngủ ngon được. Anh Quân nghe tôi nói vậy thì bình thản đáp. Em mày sốt ruột làm gì? Anh chắc chắn là lần hành động tiếp theo đây không chỉ Ngô gia chịu ra mặt, mà cái lần ra mặt này sẽ còn sôi động hơn lần của 10 năm trước. Tôi lập tức đứng lên, quay ra sau nhìn Quân. Lúc này anh bước đến, chưa để tôi nói câu gì đã đặt tấm địa đồ lên bàn, mạnh tay chỉ. Em mày nhìn mảnh rừng này, bên trong có một ngôi mộ rất lớn. Theo thông tin có được từ đám người truy tìm cổ vật đó, thì đó là nơi an nghỉ của một huyền sĩ cao đạo. Hai chữ huyền sĩ đã đủ bí ẩn rồi. Người được gọi là huyền sĩ còn bí ẩn hơn. Huyền sĩ là cách gọi các thầy pháp luyện tà thuật. Một số kẻ cao đạo trong đó tụ hợp lại với nhau, tạo ra huyền giáo. Vì huyền giáo lớn mạnh nên đã lấn át hết thảy. Hầu hết cứ 10 thầy tà thì hết 9 người là huyền sĩ. Nhóm huyền sĩ này sống không ai dám trêu, lúc chết không ai thăm viếng, bởi mộ của họ luôn có quỷ ma canh chừng. Em nghe cha nói huyền sĩ là đại diện cho thầy tà trong giới quý giang hồ. Quanh mộ của họ có ma quỷ canh giữ, anh định làm sao? Quân cười đắc ý. Hiếm lắm tôi mới thấy anh nở nụ cười này. Vậy thì em mày còn chưa thực sự biết người đang đứng trước mặt là ai rồi. Xét về gốc tu, không có ông thầy pháp nào dám đọ danh đâu. Tôi biết anh Quân là thầy pháp, nhưng mà cái gốc tu đó là cái gì, tôi chưa rành.
Góc tu của anh là An Minh Đường gì đó hả? Em có nghe anh kể là học thuật từ đó ra. Lại nói một năm về trước, sau cái chết của hai mộ tặc là Thanh Hà và Vũ Hòa, phường đạo mộ đã cho phép chúng tôi đi phá đám thủ mộ Ngô gia. Không riêng chúng tôi, một số các băng nhóm có máu mặt khác cũng tham gia vào. Nội trong một năm này có 23 ngôi mộ bị phá trận thủ hộ, nhưng tiếc là không lần nào gặp được người của Ngô gia. Tôi đang trông chờ đến ngày đụng độ với đám đó để tra xem thằng nào ép chết hai người đồng đội của tôi. Anh Quân không đáp lời tôi mà bước lại góc phòng, từ trong tủ lấy ra thanh kiếm gỗ. Đây là nhà anh, những thứ ấy anh cất rất kỹ. Thanh kiếm gỗ này khá dài, trên kiếm khắc chữ Tàu, chui kiếm có sỏ một sâu tiền, nhìn sơ qua trông rất tra dị và này nọ. Tôi thấy anh quấn kiếm trong tấm vải đen, sau đó đặt vào ba lô. Tiểu Tiết vẫn còn một phần kiếm lộ ra ngoài. Có vẻ như anh định đi đâu đó. Tôi lên tiếng hỏi: Anh định đi đâu vậy? Anh Quân không dừng bước mà đáp: Đưa em mày đến một nơi. Hả? Đi đâu? An Minh Đường. Tôi nghe thấy đến An Minh Đường thì háo hức lắm. Mấy năm nay tôi luôn muốn đến để xem cái nôi đã nuôi lớn một thầy pháp cao tay như anh Quân dài rộng ra như thế nào. Nhưng tôi không biết nó ở đâu. Lần này anh chủ động dẫn tôi đi cùng thì còn gì để bây giờ chậm chân nữa. Tôi cất những vật trên bàn vào ba lô rồi chạy theo sau, nhảy tót lên ghế phụ. Anh Quân chạy qua mấy con phố rồi rẽ vào cái đường hẻm. Hẻm này đầu chuột đuôi voi, thấy bên ngoài nhỏ như vậy nhưng lúc vào thì rộng như phố đi bộ. Anh gửi xe vào bãi, nói muốn vào trong chỉ có thể đi bộ mà thôi, đó là luật lệ. Tôi quan sát thấy ở đây khá đông đúc. Tuy là trong hẻm nhưng khung cảnh không khác gì mấy khu chợ dưới quê. Có điều hai bên đường bày khá nhiều gian hàng mời gọi xem bói. Tài vận, tình duyên, số mệnh có đủ cả. Đang đi thì tôi chợt thấy đằng xa xa có đám đông đang bu trước một cửa hiệu bán đồ phong thủy. Ủa, đằng kia làm gì vậy anh Quân? Anh chắc cũng đã thấy và quen với điều này, bình thản đáp tôi: Em mà nhìn vậy thôi, chứ bên trong là một cái điện thờ, người ta bu lại để xem thầy bà làm phép đó. Tôi tuy thấy nhiều ma quỷ, đánh cũng đánh rồi, nhưng đánh quỷ khác với xem các thầy bùa làm phép, có thể học hỏi thêm nhiều thứ. Nghĩ vậy cho nên tôi đến chen vào dòng người. Thuận đường nên anh Quân cũng đến hóng chuyện. Vừa chen chúc qua một thằng gầy trơ xương, tôi không nói là kéo hắn vứt ra đâu. Liền thấy trước cửa hàng, giữa những vật phẩm trưng bày, có một người phụ nữ đang ngồi lắc lư. Đột nhiên bà ta gào lên, chồm người về phía trước. Một tên khác nữa cũng tầm tuổi với cha tôi, ý là 60 đổ lên. Tay lão ta cầm bó nhang, đánh tới tấp vào người phụ nữ kia. Vừa đánh vừa quát: Xuất ra chưa? Xuất chưa? Còn không chịu xuất, tao đánh cho hồn siêu phách tán. Đám người nhiều chuyện phía sau tôi đã sợ cho nên lùi lại. Còn sót lại tôi với anh Quân đứng trơ trơ không ăn nhập gì với bối cảnh. Đánh được mấy phát thì người phụ nữ tự nhiên lăn ra đất bất tỉnh đi. Ông già cầm nhang uống một ngụm nước đóng chai đặt ở trên bàn thờ, rồi phun phèo vào mặt người phụ nữ nằm dưới đất. Ấy vậy mà người phụ nữ tỉnh dậy thật. Sau màn phô diễn thần thông này thì tôi nhận xét lão thầy pháp kia là một tên biệt bộm. Tôi nhìn sang anh Quân, thấy anh cười cười rồi lắc đầu kêu tôi rời đi. Lúc đi xa, tôi nghe loáng thoáng có người nào đó khen tên biệt là cao tay ấn, thầy pháp giỏi các thứ. Tôi chẳng làm được gì nên chỉ biết thở dài. Đám người mắc thịt dễ tin người thì phải chịu thôi. Đặc biệt người phụ nữ kia có mất tiền thì cũng là do bà ta mê muội mà tự dâng lên. Huống hồ gì đó là tiền do người ta làm ra, tiêu ra sao tôi cũng không xen vào được.
Còn chưa nói đến nếu như xen vào thì không khác gì đạp đổ chén cơm của tên thầy biệp kia. Trên trời ấn định bà ta mất tiền, nếu như tôi xen vào giúp dẫn đến bà ta không mất tiền thì người mất tiền ngược lại sẽ là tôi. Tôi không phải là người hành pháp cứu độ, gánh mệnh người khác, vậy nên tốt nhất là thuận theo tự nhiên. Vừa rồi anh thấy gì không? Tôi hỏi. Anh Quân không nhìn tôi mà đáp. Ý em mày là mấy con âm binh kia hay sao? Ờ, đúng rồi. Thật ra trong lúc xem đuổi vong, tôi phát hiện ra không có con ma con quỷ nào đi theo phá người phụ nữ kia cả, mà mọi chuyện đều do con âm binh của lão thầy biệp làm trò. Cách lão dùng nhang đánh như thế kia cũng chẳng có tí sát thương nào. Không cần bận tâm mấy chuyện đó đâu. Tuy tên kia bày trò lừa tiền, nhưng mà cũng không có gây hại gì. Em mày không biết chứ, trong chợ có quy định chỉ được kiếm tiền. Nếu bất cứ ai sai phạm thì chủ chợ sẽ biết và xử lý ngay được. Là sao anh? Em mày đang ở chợ âm hồn. Trong chợ này, mỗi huyền sĩ hoặc là thầy tà muốn kiếm ăn thì phải lập một bàn thờ âm. Người được thờ trên bàn âm gọi là thầy tổ. Ở đây em mày phải nhớ, thầy tổ là một cái tên gọi ăn cắp của chánh đạo. Thầy tổ ăn cắp này thật ra là một quỷ hồn cường thịnh, rất mạnh là đằng khác. Đẳng thần đạo hạnh yếu kém gặp là sợ mất mật đó. Thì thầy tổ phụ trách giám sát việc làm của thầy bùa, cho báo lên trên, tốt xấu đều nói hết. Từ đó mà không thầy tà nào ở chợ âm hồn dám làm bậy hết. Chỗ báo lên trên mà anh nói đó, ở trên là ai? Là ông chủ chợ này, người được xem là bộ mặt của An Minh Đường. Tôi đột nhiên có suy nghĩ về ông chủ chợ đó, cũng như người được xem là bộ mặt của An Minh Đường. Ông ta có thể một mình trấn áp tất cả huyền sĩ trong chợ thì xem ra không phải dạng vừa. Nếu được, tôi muốn gặp ổng xem có khác gì người thường hay không. Và từ thời điểm này, tôi cũng đã biết lý do anh Quân giỏi về mặt bùa phép. Chúng tôi đi thêm 50 thước nữa thì tới trước một cửa hiệu lớn, tên là An Minh Đường. Anh Quân nói nơi này là đạo quán của sư phụ anh. Sau khi sư phụ tuẫn đạo thì anh được lên làm chủ. Trong đạo quán có tổng 18 người. Thành viện không phân trên dưới, nhưng tôn quán chủ là cao nhất. Cái tên An Minh Đường chỉ dùng làm vỏ bọc mà thôi. Thật ra kêu đúng là An Minh Đạo Quán, nơi hội tụ của những thầy tà khét tiếng. Bên trong đạo quán có một người đứng ở quầy thuốc giả bốc thuốc. Anh Quân bước qua không nhìn, cũng không thông báo gì, mà đi thẳng vào bên trong. Đến một bức tường phẳng, chỉ thấy rõ Quân gõ lên tường 3 cái. Rất nhanh sau, bất ngờ bức tường từ từ thụt vào đến tầm 1 thước rồi dừng lại, cuối cùng trợt sang một bên. Với đầu óc nhanh nhạy tự nhận, tôi ngay lập tức nhìn ra cấu trúc của cái cửa ẩn này cũng không có gì quá phức tạp. Kéo tương tự như ngăn tủ, đến cuối thì đẩy qua như cửa thông thường. Không gian bên trong đèn đuốc sáng trưng, lộ ra căn phòng với tông màu chủ đạo là đỏ đen. Hiện có người đang đứng ngay bên phải, nơi mảng tường vừa thụt mất. Chắc hẳn là ông ta làm rồi. Người kia thấy anh Quân thì cười cười không nói gì. Con chào bác Tư. Bác Tư theo lời anh nói, gật đầu rồi qua vô trong. Bên trong này có một cái bàn thờ lớn. Bà vị cao nhất ghi chữ Hán, dịch nôm na là huyền tổ. Có lẽ là ông tổ của giáo phái anh Quân theo học. Ngoài 3 người chúng tôi ra thì hiện giờ trong phòng còn có một người khác nữa. Nhìn sơ qua thì khoảng 30 tuổi, gương mặt góc cạnh, chòm râu dưới cằm nhọn ra, tóc dài búi cao. Anh ta đang ngồi xem thứ gì đó rất tập trung, đến mức có người vào vẫn không động đậy gì. Bác Tư thấy thế bất đắc dĩ đi đến, gõ tay lên bàn. Lúc này thanh niên kia mới giật mình nhìn chúng tôi. Tôi liếc thấy cách ăn mặc của cậu ta rất kỳ lạ. Áo khoác thêu kỳ môn,
lưng đeo ba lô. Đặc biệt là từ miệng túi kéo còn hở lộ ra một đoạn vải đen. Tôi nhìn sang anh Quân, rồi nhìn lại cậu ta. Chẳng lẽ giống như tôi nghĩ, cả hai đều có khả năng trừ tà. Không để tôi chờ đợi quá lâu, thanh niên kia cười xã giao, rồi bắt tay anh Quân, tự giới thiệu. Chào quán chủ, tôi tên là Phạm Xuân Sang, em trai của Phạm Đông Đến. Cái người mấy hôm trước gọi cho quán chủ để thỏa thuận mua bán thiết kế đó. Xuân Sang trở lại Đông Đến, đoán không chừng còn có thêm hai người tên là Hạ Đi và Thu Về. Trong lúc tôi nghĩ lung tung về gia đình người ta, thì anh Quân đã đáp lời. Không cần gọi là quán chủ đâu, tôi tên Quân, người bên cạnh tôi là Bình. Vậy chào anh Quân, chào cậu Bình. Tôi đáp cho có lệ, rồi kéo ghế ngồi vào bàn. Anh Quân lên tiếng trước, là một câu hỏi. Vừa rồi cậu xem gì mà tập trung gì vậy? Có thể cho tôi mượn xem hay không? Vừa nói dứt câu, mắt anh đã sáng lên. Tôi biết là anh dùng quỷ nhãn để xem lén rồi. Quả là một tên cáo già. Thanh niên kia cũng không giấu giếm gì mà đưa ra giữa bàn. Đó là một loại bản vẽ thiết kế. Dưới mắt nhìn hàng nhiều năm nay, tôi chỉ ngó sơ qua là biết đây là một ngôi mộ. Thiết kế ngôi mộ chia ra tỷ lệ khá chuẩn. Tôi phát hiện có một con đường lớn đi thẳng vào chính mộ. Hai bên có bậc thềm, chắc hẳn là để đặt vật gì đó. Mà tôi đoán là tượng, hoặc nhỏ hơn là mấy con thú bằng gớm. Thanh niên tên Sang lúc này mới lên tiếng. Đây là bản vẽ của một ngôi mộ huyền sĩ, thứ mà anh cần. Vừa rồi tôi chỉ xem thử có đúng là nó hay không thôi, một phần của công việc. Cậu ta nói miệng, còn mắt thì nhìn chằm chằm Quân. Tôi biết nhà họ Phạm mấy cậu làm ăn cẩn thận, nên mới tìm đến. Nói đi, phần còn lại của tờ giấy này bao nhiêu tiền? Tôi mua. Nhưng cậu hãy nhớ một điều, là nếu không có thiết kế, tôi vẫn tự đi vào được. Thì ra là cố tình đưa ra để buôn bán. Khoan đã, theo anh Quân thì tấm thiết kế trước mặt tôi chỉ mới là một nửa. Sang cười cười, gõ đầu ngón tay lên bàn ra chiều suy tư. Thường những bản thiết kế mộ từ mộ cổ như thế này giá bán sẽ rất cao, đặc biệt đối với người đang cần như chúng tôi thì hay bị nâng giá lên gấp mấy lần. Anh Quân nói lời cuối là muốn tên Sang kia biết thời thế. Chúng tôi có thì mừng, không có cũng chẳng sao. Không biết nghĩ cái gì mà lúc lâu sau Sang mới chịu báo giá. Chỗ làm ăn lâu dài, tính anh giá hữu nghị thôi. 100. Thấy sao? Phần 100 này tôi trả cậu thêm 50, với điều kiện là cậu không được tiết lộ bất kỳ thông tin gì của khu mộ này cho ai khác nữa. Tất nhiên rồi, đã bán cho anh thì chỉ có một mình anh biết. Đó giờ Phạm gia chưa bao giờ ăn gian nói dối với khách đâu. 150 triệu cho một tấm thiết kế mộ không biết thật giả, quả là làm giàu không khó. Tôi tính ngày nào đó nếu như không thể làm trợ mộ nữa thì chuyển sang truy tìm cổ vật thử xem sao, có khi thành đại gia. Tên Sang nói xong liền mở ba lô lấy ra cuộn vải đen, đúng hơn là lấy thứ được quấn ở bên trong đó. Lúc đầu tôi cứ tưởng tên Sang giống như anh Quân, nhưng lúc mở ra mới biết thứ được quấn trong vải đen là tấm thiết kế lớn được cuộn tròn. Đây có lẽ là bản gốc, vì tôi thấy nó rất cũ, có nơi còn bị ố nặng đến không thể nhìn rõ nét mực. Tổng thể mộ có 4 khu nhỏ, đường vào chánh mộ tách 4 khu ra làm đôi. Cậu còn biết gì thêm về ngôi mộ này nữa hay không? Tôi sẽ mua giá cao. Tôi chỉ là người phụ trách đàm phán giá cả. Với lại đây là mộ huyền sĩ, số người tiếp xúc được với nó không nhiều, thông tin muốn tìm cũng khó lắm. 10 triệu cho một thông tin có ích. Được. Ngôi mộ đó nghe nói có liên quan đến một đại gia tộc hành nghề trừ tà, họ Lưu. Tôi cau mày, ánh mắt nhìn tên Sang đầy đánh giá. Có một chút bô ly me vào
là đổi thái độ nhanh như vậy sao? Còn gì nữa hay không? À trời, đây là thông tin có được từ một ông cụ 90, người cùng thời đó bây giờ ngủm hết rồi. Trong 3 ngày tới, nếu có gì mới cứ gọi trực tiếp cho tôi. Dứt lời, anh Quân liền bấm tiền chuyển vào tài khoản. Tiếng thông báo vừa vang lên, gương mặt tên Sang lộ ra nụ cười, rồi đứng phắt dậy. Điều bộ lấy được tiền rồi không muốn rời đi ngay. Tôi nghi ngờ không biết tên này có bán đồ giả hay không, nhưng hắn bỏ lại một câu rồi rời đi. Có cần địa đồ hay là thiết kế gì cứ gọi cho tôi. Phạm gia luôn mời chào những khách hàng như anh. Cảm ơn đã liên hệ, tôi xin phép ra về. Chờ cho tên kia rời đi, tôi mới chồm tới để xem cho kỹ tấm thiết kế. Bên tai thoáng nghe anh Quân hỏi Bác Tư về việc có biết gia tộc huyền sĩ nào họ Lưu hay không. Bác Tư dường như có chút hiểu biết về đại gia tộc này. Ngày xưa có một dòng tộc họ Lưu chuyên đi cúng tế, giải bùa ngải, làm phép trục vong, xem vận mệnh, vân vân. Họ rất tài giỏi, làm việc luôn đi từ 2-3 người trở lên và không có lần nào thất bại. Sau này trong tộc có người đi vào Nam để làm việc, gặp một cô gái rồi lấy làm vợ. Cuối cùng họ Lưu có một nhánh ở trong Nam. Cũng không biết nhánh ở trong Nam này ra sao, làm được những gì. Bởi Bác Tư nói đến đây thì không biết thêm điều gì nữa. Xem rồi chưa? Xem rồi thì để anh đem về. Tôi bất ngờ vì không hay anh Quân đã ngừng cuộc nói chuyện từ lúc nào. Ngước nhìn anh như một người vừa bị bắt gian. Quân thấy tôi như vậy thì chậm chậm hỏi. Xem cái gì mà chăm chú như vậy? Ừ, em chỉ xem để biết thôi. Tôi cuộn tròn tấm thiết kế lại rồi trả cho anh Quân. Đứng giữa phòng tán ánh mắt nhìn ngó xung quanh. Phòng này nội thất toàn bộ đều được làm bằng gỗ. Trên tường treo rất nhiều đồ án âm dương, đặc biệt còn một số đồ trưng bày trên kệ phía trong góc. Không phải các vật dễ vỡ như bình, ly, chén ấm, mà những vật trưng bày ở đây đều bằng gỗ hoặc đồng. Tôi nhận ra một số thứ như kiếm đồng tiền, chuông đồng, phất trần. Định quay qua hỏi anh Quân thì không biết từ lúc nào anh đã quỳ xuống trước bàn thờ tam cấp. Hai tay anh Quân dần nâng thanh kiếm qua đầu. Tôi đứng nhìn chăm chú, chỉ thấy Bác Tư bước đến, lấy xuống thanh kiếm từ tay anh, xong đổi thanh của anh lên giá, rồi lại từ giá lấy xuống một thanh khác đặt trở lại tay anh. Lúc này Quân lại 3 cái, rồi đứng dậy dùng dao cắt tay lấy máu, viết lên tấm vải màu vàng đã chuẩn bị từ trước. 4 chữ máu này là Lý Thái Thường Quân, tên anh. Tôi đoán có lẽ đây là một nghi thức tuyên thệ hay trao đổi gì đó, nhận lễ của tổ tiên chẳng hạn. Anh Quân viết xong thì xếp tấm vải thành hình vuông rồi đặt dưới bát hương. Trong cái bát hương này trống trơn, không có tro hay chân nhang gì cả, khá là kỳ lạ. Ủa anh, hồi nãy em thấy anh làm cái đó là sao vậy? Lúc tôi hỏi thì anh Quân đã xong việc và đang trên đường ra khỏi đạo quán. Tay anh đã được băng lại, máu thấm đỏ băng gạc. Em mày nói tới cái nào? Đổi kiếm hay là viết tên máu? Tôi đáp lại là thắc mắc cả hai, bởi hai cái đó tôi chẳng biết gì cả. Nhìn thì rất tà môn. Quân không gấp, giọng anh trầm ổn, từ tốn nói. Việc đổi kiếm là một nghi thức nhậm chức của đạo quán. Không cần đông người đến xem, cũng chẳng cần nhạc trống gì cả. Anh đổi đi thanh kiếm như vậy thì khi các thành viên khác của đạo quán về bái tổ, nhìn vào đó sẽ biết mà thôi. Thứ hai là mảnh vải viết tên máu. Đó là vật chứng minh cho anh về lòng trung thành với đạo quán, hay nói cách khác là một lời tuyên thệ. Về lưu hương trống trơn, nó đại biểu cho việc người tuyên thệ vẫn còn sống. Nếu người tuyên thệ chết, lưu hương sẽ tự trào máu rồi vỡ ra. Anh Quân nói đến đạo quán có hai mục đích. Một là mua tấm thiết kế mộ,
hai là chính thức nhậm chức quán chủ, thề một lòng sống chết với đạo quán. Nói ra thì người đi bên cạnh tôi bây giờ đã được xem là một trong những tà sĩ đứng đầu rồi. Tôi nghĩ lung tung, vậy rồi bật cười đắc ý. Có gì vui mà mày cười vậy? Không có gì, chỉ nghĩ vu vơ thôi, anh đừng có để ý. Đường trở lại chỗ để xe thưa thớt đi nhiều, vì bây giờ sắc trời cũng đã ửng hồng. Người có nhiều chuyện đến mấy cũng phải về lo cơm nước. Đang đi bon bon, tôi chợt nghe ở đâu có người to tiếng, giọng điệu như đang tranh chấp, sắp lao vào đánh nhau. Trong một thoáng, tôi nghe rõ tiếng của người nam. Ông mượn quỷ hại người, làm ăn gian dối, sẽ có ngày bị báo ứng đó. Nhìn xung quanh, đằng kia chẳng phải tiệm bán đồ phong thủy lúc trưa hay sao? Tôi không gấp gáp đến xem, vì từ đây tới đó cũng thuận đường. Đến gần tiệm đồ cổ, người đứng ở đó vẫn rất đông, tiếng bàn tán xôn xao. Tôi lách người chen vào trong để thấy cho rõ. Quá ra bên trong này, lão thầy biệp ban trưa đang bị một thanh niên đứng ra chất vấn. Tôi chưa hiểu gì, liền quay sang hỏi Thím Mộc đứng bên cạnh. Chờ Thím cho con hỏi chút, sao mà hai người này chửi nhau ghê vậy Thím? Cậu là đàn ông con trai mà cũng nhiều chuyện ghê ha. Mới vừa rồi có một ông già đem cháu gái đến xem bệnh. Thầy làm phép xong bấm tay một hồi thì lồi ra con nhỏ bị quỷ theo. Bây giờ thầy phải gọi con quỷ đó lên để ông bắt nhốt mới hết được. Thầy thấy thương cho nên chỉ lấy tiền cúng tổ của hai ông cháu là 50 triệu. Rồi từ đâu cậu trai này nè, đó. Rất chuyên nghiệp, bà Thím chỉ tay về phía người thanh niên đang ẩu đả, rồi lại nói tiếp. Cậu nhảy vô, chỉ thẳng mặt ông thầy nói là lừa đảo, là buôn thần bán thánh, tà ma ngoại đạo gì đó. Thầy cũng gân cổ lên cãi lại, cuối cùng như cậu thấy vậy nè. Không tà pháp thì tại sao lại thờ quỷ? Thanh niên kia hét lớn khiến cho tôi phải quay sang. Cậu này trạc tuổi tôi, vóc người khá cao ráo, khuôn mặt điển trai nhưng hiện đang đỏ lên vì giận. Thôi cậu ơi, tôi xin cậu, cậu làm ơn đi ra để thầy còn làm phép cứu cháu tôi mà. Tôi thấy có một ông bác tóc đã lâm râm kéo tay thanh niên kia mà nói giúp tên thầy biệp. Gương mặt ông bác lộ rõ vẻ mệt nhọc. Thấp hơn vai ông là cô gái nhỏ đang quỳ trước bàn thờ. Cô gái vô cùng hoang mang khi nhìn về phía ông mình. Thầy giúp người mà người lại mê muội không hiểu, nên thanh niên có vẻ giận lắm. Nhưng khá khen là cậu ta giận nhưng không bỏ, vẫn tiếp tục đứng đó nói tới cùng. Ông à, tên này là lừa đảo, chẳng có con ma con quỷ nào đâu, toàn bộ là ông ta bày trò hết đó. Làm sao cậu biết chứ? Thầy Tùng Lâm đây nổi danh là cao tay, tôi phước đức lắm mới được người ta giới thiệu tới. Thôi cậu đừng phá nữa, làm ơn tôi đi cậu. Đi mà cậu. Giọng ông bác khẩn thiết lắm. Có lẽ những chuyện xảy ra mà tôi không biết đã làm cho ông dần kiệt quệ, hiện đang cố bám vào những hy vọng mơ hồ. Mà ở đây nó là sự lừa lọc khốn nạn từ những kẻ được xem là thầy. Người thanh niên định nói gì đó thì bất ngờ cô gái quằn quại gào lên, nét mặt hiển lộ không khác gì loài thú dữ, miệng mồm chảy nước vải, ánh mắt long lên sòng sọc mà nhìn người thanh niên kia. Lão thầy biệp từ đâu nhảy ra rất nhanh, tay cầm theo bó nhang đánh tới tấp vào người cô gái. Thanh niên quát tháo kêu lão biệp tránh ra thì bị ông bác túm chân kéo lại. Người đứng xem quanh đó cũng hùa theo áp giữ chặt thanh niên. Cậu ta vùng vẫy nhưng không được. Bên này dù bị đánh nhưng cô gái vẫn không phản kháng, nằm lăn lộn ra điệu đau đớn và chịu đòn. Được chừng 20 rồi thì lặng đi. Tôi cố tình mở quỷ nhãn ra, thấy rõ một con quỷ đỏ lợm thoát ly khỏi cơ thể cô gái rồi bay vào trong nhà lão thầy biệp bợm. Lão một lần nữa ngậm nước phun ra,
Rồi cô gái này cũng như người phụ nữ lần trước mà dần dần tỉnh dậy. Mọi chuyện đã rồi, thanh niên mới được thả ra. Cậu ta ngay lập tức đứng phát dậy, nhìn một lượt những người xung quanh, trong đó có tôi, mà nói với giọng tức giận: "Nếu như các người còn tin ông ta thì chỉ có mất tiền quan thôi." Thế rồi cậu đùng đùng bỏ đi. Thật đáng nể, bị người ta đàn áp khống chế nhưng vẫn không thay đổi, vẫn một lòng muốn giúp đỡ, đến câu trút giận cũng nói ra là để cảnh báo. Nhưng đời lắm điều ngang trái, mắt thường nào thấy được tỏ tường đâu. Sau khi thanh niên kia đi được mấy bước thì bà thím kể chuyện cho tôi nghe lúc nãy, lại nói chơi chóe lên: "Chờ, cái thằng khùng đi xa ra để thầy làm phép, mắc dịch rồi." Nhân thiện thì nhân khinh, mã thiện thì nhân cưỡi, không sai thật mà. Thanh niên vừa đi thì bên này ông bác kia và cô cháu gái không ngớt lời cảm ơn tên thầy Biệp. Tôi từ nãy tới giờ không để ý nên không biết anh Quân đang ở đâu. Ngó qua ngó lại thì thấy anh đã đi vào trong tiệm phong thủy từ khi nào. Anh đi ngang qua lão thầy Biệp, nhưng lạ là hắn chỉ cúi đầu như sợ lắm. Bóng lưng của anh khuất sau cửa. Tôi nhẫn nại đứng ở bên ngoài, sắp có biến rồi đây. Hiếm khi thấy anh Quân chủ động thâm nhập gia cư như vậy, không biết anh định làm gì. 5 phút sau, lão thầy Biệp lấy tiền xong thì nói hôm nay trừ tà nhiều, bị mất sức, hiện không khỏe nên muốn vào nghỉ sớm. Đám người đứng xem nghe thế thì rời đi, nhưng cũng không quên dành lời dư thừa mà khen ngợi tên thầy Biệp bợm. Thấy mọi người đi hết chỉ còn lại tôi, định kêu anh Quân xem anh đã đi đâu thì từ bên trong nghe tiếng nói quen thuộc: "Vào đây hết đi." Lão thầy nhìn tôi, ánh mắt lão cứ láo liên như đang tính toán điều gì đó, rồi mới đi vào. Bước thẳng vào bên trong, đi luồn qua cửa thì đến một căn phòng. Anh Quân vào trước, bây giờ đang nghiêm nghị ngồi trước bàn. Tôi liếc mắt thấy phía góc tường có một cái bàn thờ, không có bài vị hay là di ảnh gì đặt lên. Lúc này do không duy trì được lâu nên tôi đã không nhìn bằng quỷ nhãn nữa. Mắt thường nên chẳng thấy được tà linh nào, nhưng tôi vẫn cảm nhận được có một thứ gì đó đang ngự ở đây. Nhớ lại lời anh Quân, tôi mơ hồ đoán là thầy tổ, một dòng quỷ cường đại. Lão thầy Biệp bước ngay sau tôi. Tôi kéo ghế ngồi cạnh anh Quân, thấy nét mặt anh lúc này rất tức giận. Lão đến ngồi đối diện Quân, vừa ngồi chưa nóng ghế thì đã nghe anh nghiêm giọng chất vấn: "Ông biết tại sao tôi mời ông vào đây hay không?" "Ừ, dạ chẳng hay An Minh quán chủ có chuyện gì mà đến đây ạ?" Tuy tuổi đã cao, nhưng tên này nói chuyện với anh Quân rất kính cẩn và lẻo mép, còn có ý định muốn nịnh nọt lấy lòng. Quân nghe không lọt tai: "Ông không biết hay là cố tình không biết, chủ chợ âm hồn này là sư bá của tôi, sắc lệnh hiện đang nằm trong tay tôi. Ông muốn gì thì nói một tiếng đi." Lão Biệp nghe vậy thì thất kinh, gương mặt liền tái đi: "Dạ dạ, mong quán chủ tha cho lần này. Mọi chuyện đều do tên kia đến phá, mà hắn có phép thuật gì á, không cho âm binh bình thường nhập vào. Túng quá, vì bảo vệ thanh danh nên tôi mới cho ngạ quỷ." Lão thầy Biệp không dám nói hết lời, vì chưa nói hết mặt anh Quân đã bừng bừng lửa giận. Lão mà nói hết chắc ăn ngay một trận đòn mất thôi. "Ngạ quỷ, ông có biết khi ngạ quỷ nhập vào người thì tổn hại như thế nào hay không? Còn là một cô bé khuyết hồn, nếu như hôm nay là ngày âm thịnh thì cô bé đó đã sớm thất hồn lạc phách rồi." Trước sự chất vấn của anh Quân, lão thầy Biệp chỉ im lặng. Anh đanh mặt tiếp tục: "Hôm nay ông làm sao quy tắc, tôi sẽ theo đó mà trị. Ngài, xin ngài nhẹ tay cho." Dứt lời, mặc cho tên kia có nói gì thêm, Quân tế ra kiếm gỗ và một lá bùa, đi một mạch khẳng khái đến trước bàn thờ,
rút toàn bộ chân nhang vứt đi, rồi nhét lá bùa trên tay vào đó. Tay cầm kiếm vuông góc với mặt bàn thờ, lưỡi kiếm đối diện vai phải, tay trái chụm hai ngón giữa và trỏ lại thành chỉ thiên ấn, rồi vẽ lên không trung một đồ án ngoằn ngoèo. Cuối cùng dùng kiếm chèn dưới, lật úp bát nhang. Tôi biết đã đến đoạn hay, liền mở quỷ nhãn ra. Vừa khai nhãn, đã thấy một bóng đen xì bay lướt qua đầu, cảm giác lạnh toát ở gáy. Sau bóng đen là một đám lâu la khá yếu cũng đen ngòm. Duy chỉ có một con ngạ quỷ đỏ thẫm làm cho tôi để ý. Nó nhanh chân chạy ra ngoài thì bị anh Quân cưỡng chế bắt lại, rồi thu vào một hình nhân giấy. Con quỷ ré lên rồi im bặt. Lão thầy Biệp thấy thế thì tim đập chân rung, sắc mặt tái nhợt. Anh Quân chỉ thẳng mặt lão ta mà nói đanh thép: "Nội trong ngày mai, nếu ngày mai tôi còn thấy mặt ông trong chợ âm hồn thì đừng trách tại sao tà đạo khắc nghiệt." Lão ta cuống cuồng: "Dạ dạ, tôi sẽ đi ngay, xin đừng hạ thuật, tôi đi ngay đây." Rồi lão chạy thật nhanh ra sau, chắc hẳn là đi dọn đồ đạc. Anh Quân thấy tôi còn ngồi ngây ngốc thì kêu: "Đi thôi, ở đây hết chuyện rồi." Lát sau, tôi ngồi sau xe cảm nhận gió trời. Đám mây trên kia dường như cũng tận hưởng mà mặc cho gió cuốn đi. Chạy ngang cầu Sài Gòn, nhìn cảnh mặt trời khuất dạng, những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi như thế này khiến cho con người ta tức cảnh mà hoài niệm. Tôi nhớ đến buổi chiều định mệnh hôm ấy, cái ngày mà tôi gọi cả đội đến mộ ông cả. Đã một năm ròng trôi qua, chúng tôi không giây phút nào là không tìm kiếm manh mối về cái chết của hai người đồng đội. Mà ngay cả bây giờ đang yên bình, chuyến xe này cũng phải đến nhà chú Long đồ cổ để hỏi về ngôi mộ huyền sĩ. Như thường ngày, cứ mỗi 7 giờ tối, chú Long lại ra ban công ngắm sao. Tôi chạy xe đến thì chú liền ra mở cổng: "Ủa, giờ này trễ rồi mà hai đứa còn đi đâu?" "Vào nhà rồi chú cháu mình nói chuyện. Con có chuyện quan trọng cần dò qua ý kiến của chú." Nhà chú Long không khác gì một năm trước là bao. Nhấp được nửa ly trà, anh Quân đã nói: "Dạo này mấy anh em trong bang làm ăn được hết hả chú?" Chú Long cười, đôi mắt nhăn lại: "Nội tới là khâm khá lắm. Đất Cà Mau có khu U Minh Hạ. Mấy lão phú hào thời xưa sợ mộ của mình bị trộm nên xây huyệt trong đó đó." Người làm nghề trộm đồ người chết chia thành nhiều khu vực. Tại mỗi khu vực sẽ có một hoặc nhiều nhóm người hành đạo. Để an toàn và bí ẩn hơn thì các nhóm này sẽ thay đổi cho nhau. Ban nhóm là thổ địa ở tỉnh A sẽ vẽ lại bản đồ rồi giao lại cho ban nhóm ở tỉnh B và ngược lại. Như nhóm của chúng tôi nhỏ lẻ thường ở thành phố Hồ Chí Minh, có làm mộ tặc thì sẽ phải sang các tỉnh lân cận, mà thường thì một tháng hoặc nửa năm mới trộm mộ một lần. Lựa chọn các mộ lớn như địa chủ phú hào có của cải, thuận lợi thì có thể ăn cả năm. Nhưng từ một năm trước thì tần suất cao hơn, một tháng phá một mộ, đa phần là đánh vào trận thủ hộ cả, tiền bạc cũng không được nhiều. Trở lại với chú Long, lúc này anh Quân đã hỏi đến mộ huyền sĩ: "Chú có biết ai là người phát hiện ra ngôi mộ đó hay không? Con muốn gặp trực tiếp để nói chuyện." "Cái người tìm ra ngôi mộ đó vừa chết cách đây mấy ngày rồi." "Đã chết rồi sao? Tại sao lại chết chứ?" Đây là những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Anh Quân cũng vậy thì phải. "Chú có biết người đó vì sao chết hay không?" "Nghe nói là xe đụng chết, đầu nát bấy hết." "Ui, ghê như vậy sao chú?" Trong lúc chăm chú nghe chuyện, tôi bất giác thốt lên như vậy. Chú Long bắt thớp được liền cười: "Thằng Bình, mày còn sợ mấy cái chuyện máu mè con này sao? Xác người mày còn dám lật nữa mà. Người chết lâu khác, người còn ấm nó khác chứ chú." Nghĩ đến cảnh thân thể đang đầy đủ bộ phận,
tự nhiên mất đi một chi thì đã sợ rồi, huống hồ gì là cái đầu, có phải không? Ai từng trải, nói xem cảm giác là gì. Trở lại với cuộc trò chuyện, tuy nghe kể người mình muốn tìm đã chết, nhưng anh Quân không biểu cảm gì, một mặt nghiêm túc nói: nếu chết thì thôi vậy. Hôm nay đến đây, con còn một việc khác quan trọng hơn, muốn nhờ chú giúp đỡ. Anh mang tấm thiết kế ngôi mộ huyền sĩ đặt lên bàn, rồi kéo cho phẳng, nhờ tôi giữ một góc, mắt nhìn chú Long. Chú coi giúp con xem có phải hàng thật hay không. Chú Long chỉnh lại mắt kính, kỹ lưỡng quan sát từng mm trên giấy. Lấy giùm chú cây đèn ở trên bàn làm việc đi, cứ đẩy cửa vô đại đi. Tôi nhanh chân đi, phòng chú dễ thấy nên tôi vào và hoàn thành nhiệm vụ ngay. Đèn đến tay, chú liền lòn xuống dưới tấm bảng thiết kế, rồi lại cầm cuội quan sát. Chúng tôi đồng thời nín thở chờ đợi kết quả. Nếu là giả thì cả nhà xuân hạ thu đông phải giải thích một phen. Vết ô này khá lâu, có thể là do nước. Kết cấu dây khá chắc, lại có độ mềm, là loại thời xưa. Có thể là dây gió, chính phần là hàng thật đó. Còn có một thắc mắc nhỏ, tại sao lại lợi dụng loại giấy gió này mà không phải là loại hiện đại khác? Điều này phản ánh cái gì? Nghe câu hỏi này của chú, tôi liền hiểu ra. Nếu sau này đã có nhiều loại giấy tốt xuất hiện, thì tại sao lại dùng loại cổ xưa này? Câu trả lời rất dễ. Tấm thiết kế này có từ rất lâu rồi. Đúng vậy, theo lời bác Tư thì từ khoảng những năm 50, ở Sài Gòn mới xuất hiện dấu chân của huyền sĩ họ Lưu. Khả năng cao là không phải do họ tự xây nên. Nếu không phải họ Lưu thì là ai? Có thể là mua lại. Tôi cau mày. Mua lại sao? Chú Long vừa nói đó. Dùng rừng bí ẩn có rất nhiều kẻ giàu có, chọn làm nơi đặt huyệt mộ để tránh bị trộm. Có thể là tình cờ hay sao đó, mà họ Lưu có được cái huyệt mộ lớn như vậy. Mà lý do sau khi có được, họ Lưu lại bỏ tiền ra thuê Ngô gia trấn thủ. Có thể là vì ở trong Nam, bọn họ không còn hậu nhân nào nữa. Nếu như vậy thì lại phát sinh ra một vấn đề đó. Cả hai người đồng thời nhìn tôi, như thể đang chờ câu nói tiếp theo. Không để đợi lâu, tôi chậm chậm nói: Lưu gia đã cho người thủ mộ, chứng tỏ bọn họ rất xem trọng nội tộc, quyết không để cho người trong tộc bị động chạm khi chết. Nay chúng ta đến lật mộ người của họ lên, mai sau nếu như họ biết được thì sao đây? Ngô gia liệu có im lặng hay không? Việc Ngô gia thất trách là phụ, có thể giải quyết sau. Nhưng mà việc chúng ta trực tiếp xâm phạm mồ mả của tộc nhân họ Lưu thì đã chà đạp lên họ Lưu. Bọn họ sẽ xử chúng ta trước. Nếu như vậy thì Ngô gia chưa tàn, chúng ta đã chết rồi. Việc này xem như vô nghĩa. Tôi nói xong, im lặng xem ý kiến của anh Quân và chú Long. Đang nghĩ rằng họ sẽ ồ lên vì ngạc nhiên trước những suy luận sắc bén của tôi, thì bất ngờ thay, người phải ngơ ra lại là tôi. Chú Long nghe xong thì cười lớn. Anh Quân hỏi: Em mày biết Trần Gia mà đúng không? Tôi biết chứ, Trần Gia là ông trùm của phường Đào Mộ. Quân lại tiếp: Em mày cũng biết, sư bá là chủ chợ âm hồn. Vừa rồi em mày nói rất đúng, nhưng mà có từng nghĩ qua chưa? Không kể các thế lực khác như là quân trộm cướp và lục lâm thảo khấu, thì cả hai lão đại này đều là bá chủ của một phương, cùng với các ông trùm giang hồ, gần như thâu tóm hết mặt tối của miền Nam. Tranh chấp với Ngô gia chỉ có phường Đạo Mộ. Đó cũng là lý do Ngô gia còn tồn tại đến bây giờ. Nếu ngoài kia họ Lưu bước vào Nam thì sao? Những con sư tử sẽ không để cho kẻ khác bước vào lãnh địa của mình làm bậy đâu. Thằng Quân nói đúng rồi đó.
Không cần lo chuyện Lưu gia trả thù chỉ cho Mạch. Đã có Lão Thái gia và Trần gia chống đỡ hết rồi. Kiến thức này đã được tiếp thu. Quá ra trước giờ tầm nhìn của tôi chỉ hạn hẹp, gói gọn ở phường Đạo Mộ, mà không biết đến các thế lực khác. Thực chất theo lời anh Quân nói thì Ngô gia ở miền Nam không bị Lưu gia đâm mũi giáo là vì đã cùng nằm trong liên minh phía Nam. Nếu có phá nát thì chỉ tội cho anh cả của Ngô gia nằm ở phía Bắc thôi. Theo đường này mà tính thì Ngô gia phía Nam sẽ mất đi chống đỡ ở ngoài Bắc mà dần suy yếu. Cuối cùng phường Đạo Mộ chỉ cần ra tay thâu tóm, kết quả Ngô gia bị nuốt trọn. Và sau này chỉ còn là lời nhắc hay là một ví dụ về kẻ thất bại mà thôi. Chuyện toan tính thiệt hơn này đi qua, lại đến một chuyện khác. Đây là tấm bản đồ chính xác vị trí ngôi mộ huyền sĩ. Chú Long vào phòng mang ra một tờ giấy khổ A3. Trên đó một lần nữa không thấy nhà cửa gì, mà toàn sông suối, hết núi lại tới đồi. Lại là bản đồ đặc trưng của trợ mộ. Nhiều lúc tôi nghĩ nó như bản đồ kho báu vậy. Trên bản đồ có một điểm ký hiệu hình âm dương. Chú Long chỉ tay mà nói: tại âm dương đồ này, ngôi mộ nằm ở đây, trong khu vực U Minh Thượng. Trước mộ có hồ nước, nhớ không lầm thì là hình hoa mai đó. Phải rồi, người ta gọi là hồ hoa mai. Phía sau và hai bên có mô đất cao, trong phong thủy thì thế mộ này rất tốt. Hồ hoa mai này tôi có biết, bên trong có hồ nước hình mai năm cánh, nghe nói tạo thành từ hố bơm. Tôi vào rồi còn leo lên cả tháp canh. Đến đó đúng nghĩa là trong rừng chơi với khỉ, còn bị muỗi cắn nữa chứ. Nhưng quả thật về độ hòa nhập với thiên nhiên thì tôi chấm điểm khá cao. Anh Quân xem xét một hồi liền nói ra nghi hoặc của mình. Hồ Hoa Mai xuất hiện khoảng nửa sau thế kỷ 20, trong khi mộ được xây ở đầu thế kỷ 20. Điều này lý giải ra sao đây chú Long? Sao mày hỏi chú? Đi mà hỏi người chọn đất xây kìa kìa. Tôi cuối cùng cũng sở hữu độ nhạy bén cần có của một người đạo mộ, đó là luôn nghi ngờ. Vị trí chính xác của khu mộ tại sao lại trùng hợp đến như vậy? Trước là hồ nước, sau là mô đất cao. Hai bên cũng vừa hợp lý, địa thế tàng phong tụ đỉnh như vậy khó mà có được. Không lẽ tên chọn đất xây mộ là thần cơ diệu toán, đoán được có bơm rơi vào mấy chục năm sau? Có mà thần điêu đại biệp như lão thầy kia. Tốt nhất điều gì chưa biết thì nên quy chuẩn cho nó là không đúng. Khi nào rõ thì biết vậy. Anh Quân không nói gì nữa. Tôi biết rõ thứ tôi vừa nghĩ đến thì anh đã cho ra kết luận rồi. Tôi thấy anh thu tấm thiết kế lại, nói với chú Long: vậy thôi, bây giờ cũng trễ rồi, con xin phép vậy. Nè khoan đã, chú có cái này cho hai đứa nè. Chú Long đi vào nhà, lúc sau lại đi ra, trên tay cầm theo hai sợi dây chuyền bạc, một cái là đầu trâu, một cái là đầu hổ. Thằng Quân, chú cho con cái mặt hổ này xem như là bùa may mắn, vì nó hợp với con. Còn thằng Bình, mày còn giữ cái năm trước chú cho không? Tôi nhớ lại, quả thật một năm trước chú có cho tôi một cái rồi, cũng y là cái mặt dây đầu trâu. Dạ con còn giữ, nhưng mà mấy ngày trước tháo ra đem cho người ta vệ sinh rồi, chợt quên mang trong người. Dây bạc đeo lâu nó bị ố đó chú. Không mấy chú... Chú cái gì? Dây bạc đeo mới có linh, cầm đem về đeo đi, sợi kia lâu quá hết linh rồi. Mấy lần rồi, lần nào tôi xin xỏ đồ trong nhà, chú Long cũng đều từ chối với đủ thứ lý do. Bình cổ thì nói mang về sợ bên vận chuyển làm hư, còn bảo tôi tự giác về thì sợ để chật nhà. Nhưng mà thôi, có người chú xã hội giàu có để xin vẫn hơn là không có. Ít nhất chú cho cái sợi dây bạc này, nó cũng tính theo chỉ vàng đó, chứ không có chơi. Tôi nhận đồ rồi tự giả chú lên xe ra về.
mặc dù còn lưu luyến nhà chú lắm, đặc biệt là cái bình cổ từ thời nhà Nguyễn màu xanh đó. Nó nằm ở trong góc cạnh kệ trưng bày, đặt trên một cái ghế gỗ không tựa, cách cửa nhà dễ ra nhất 10 thước chuẩn. Hỏi tại sao tôi biết sao? Có lần tôi bị chú bắt quả tang rồi. Chạy quanh thành phố về đêm là cảm giác gì? Cô độc, buồn bã, thích thú hay sao xuyến trước cảnh đèn lung linh? Riêng tôi đi nhiều rồi, cảm thấy lạnh vô cùng. Tiếng gió luồn qua khe bảo hiểm kêu lên ù ù bên tai. Lúc này đã 9 giờ tối. Anh Quân chủ tôi tấp vô một quán nào đó ăn cháo lòng. Tôi nghe vậy thì đồng ý, vì bụng cũng đang đói meo do sáng giờ di chuyển liên tục, toàn uống nước lã chống đói. Nhìn tô cháo đầy, tôi khoái món này ở chỗ nếu có nhiều rau vô sẽ rất ngon. Mà đặc sắc hơn là quán này còn có rau má, loại rau nhẫn nhẫn. Cái vị nhẫn đó bỏ vô ăn là bá cháy luôn, mà còn không bị hôi lòng. Lát sau ăn uống no nê thì anh Quân nói mỏi tay, kêu tôi cầm lái. Không biết chiếc bán tải màu cam của anh ở đâu mà lại đi chiếc SH150 này. To con quá, tôi khó mà luồn lách đánh võng. Ngồi trên xe, sẵn tiện tôi hỏi anh về cái người mà anh gọi là sư bá. Tôi biết sư bá là anh của sư phụ, cái đó hơi thừa. Nhưng nghiêm túc thì tôi không biết sức mạnh của sư bá ra sao và hiện giờ đang ở đâu. Anh Quân cũng chẳng giấu mà kể ngay. Sư bá là huynh đệ đồng môn của sư phụ. Lúc sư bá lập ra chợ âm hồn mới kêu sư phụ của anh về tiếp ông cai quản. Vì lúc đó sư bá đang trong quá trình tu tâm gì đó. Nói ra thì tuy cùng là đồng môn học tà pháp, nhưng sư bá chưa bao giờ dùng. Ông ban đầu học chánh pháp rồi dần xa vào tà pháp. Sư phụ lúc còn sống có nói về sư bá như thế này: không sợ kẻ tu luyện tà pháp từ đầu, chỉ sợ người đang luyện chánh pháp mà chuyển sang tà pháp. Bất thiện vẫn học, học để biết thiện là như thế nào. Sau này thì lúc sư phụ mất, anh mới lần đầu gặp được sư bá. Ngay lần đó thì ông đã giao cho sắc lệnh cai quản chợ âm hồn. Đến bây giờ anh vẫn chưa gặp lại sư bá thêm lần nào nữa. Anh có biết sư bá đang tụ ở đâu hay không? Nếu biết thì anh đến gặp để trả lại sắc lệnh rồi. Cần gì mà tuần nào cũng phải đến chợ để tuần tra mấy cái lão thầy tà kia chứ. Nói chuyện sư bá anh Quân một hồi thì đã đến trước nhà tôi. Bước xuống xe trả tay lái lại cho anh. Anh nói ngày mai đến căn biệt thự trong khu nhà giàu, có chút chuyện cần bàn. Lý do không thể nói riêng ở đây là vì chuyện này liên quan đến cả đội đạo mộ, biết sớm cũng không giải quyết được. Tôi bước vào nhà khi phòng cha đã tối đèn. Tôi tắm rửa giặt đồ rồi mới lên phòng nằm nghỉ lưng. Đêm nay phải đọc thêm sách của cha cho để bồi bổ kiến thức, nuôi cho nó to như anh Quân vậy. Tôi lấy sách ra, lại vô tình nhìn thấy chiếc hộp ban sáng. Nó vẫn luôn nằm trong ba lô của tôi. Bên trong đó có gì? Chỉ là vài tấm ảnh kỷ niệm lúc chú Hà mới mua xe, thằng Hòa lần đầu được làm sinh nhật. Tôi giữ ở đây. Anh Quân nhiều lần kêu đốt nó đi, vì còn giữ ảnh của người chết xem đi xem lại sẽ khiến cho họ lưu luyến khó lòng siêu thoát. Nhưng anh Quân, em phải giữ để hai người bọn họ nhìn thấy, nhìn thấy cái ngày mà Ngô gia bị diệt. Nhìn trang sách ghi chép về huyền sĩ trên bàn, tôi buồn ngủ đến khôn tả. Đã gần 10 giờ tối. Tôi nghe người ta nói Hoa Đà có lưu lại cho hậu thế lời dặn về thời gian ngủ tốt nhất. Trong đó có một đoạn quan trọng là ngủ trước 10 giờ. Và sức khỏe là quan trọng. Tôi nằm lăn ra giường, đánh một giấc cho đến sáng trắng. Cách nhà không xa là đại lộ. Vừa mới 7 giờ thôi mà xe chạy vù vù và bóp kèn inh ỏi hết sức ồn ào. Đến mức tôi phải lết cái xác mục vào nhà vệ sinh để đánh răng,
vì chẳng tài nào ngủ nướng được. Chẳng hiểu làm sao mà ngủ sớm lại uể oải như vậy, do hôm qua tiếp xúc với nhiều ma quỷ chăng. Tôi ra phòng khách thì thấy cha đang ngồi nhìn ra sân vườn. Nói đến thì độ một năm gần đây tôi ra ngoài khá nhiều. Buổi sáng cũng ít có khi chăm sóc cây cảnh, nhìn tụi nó cành lá xum xuê sắp mất kiểu dáng tới nơi. Nghĩ vậy tôi chạy ù ra chợ mua đồ ăn sáng, nhân tiện tấp vào một cửa hiệu mua về cây kéo cắt tỉa cành. Cây cũ tôi dùng lâu không còn bén nữa, cắt cứ bị rít rít rất khó chịu. Ngồi ăn phần cơm sáng, cha tôi hỏi hôm nay có đi đâu hay không. Tôi đáp: dạ chiều nay con qua bên biệt thự á, cha hỏi có gì không. Ông đập nhẹ tay lên thành ghế, ra chiều chỉ quan tâm đến những thứ trước mặt. Làm nghề á thì phải biết đặt sức khỏe lên hàng đầu. Cha thấy con dạo này về tối trên người lại có mùi quỷ khí, lâu dài sẽ bị bệnh đó. Không nặng nhưng mà suy nhược, rảnh thì nhờ thằng Quân trì chú vô dây chuyền cho đeo. Đây không phải là thầy thuốc bốc trúng bệnh hay sao? Cha tôi vậy mà ngửi được mùi quỷ khí, mấy chục năm nay tôi không biết. Tôi thích thú hỏi: ôi, cha có thể ngửi được mùi quỷ khí luôn hả? Ơi, mất cái này thì bù lại được cái kia. Mắt mèo tinh để lâu dần thì nó cũng ảnh hưởng tới các cơ quan khác, mà gần nhất là mũi và tai. Cha bị ở mũi, rất nhạy cảm với mùi lạ đó. Vậy mắt cú của con có được vậy không? Tôi đang mong chờ thì bị lời của cha đánh tan. Không, mắt của con chỉ thuộc dạng bổ trợ cho nhìn thôi, không có tác động đến ma quỷ được. Nhưng mà mắt của thằng Quân thì có đó. Mắt của nó là hổ tình, biết dùng còn có thể tạo ra quy áp. Người ta gọi là ánh mắt của kẻ săn mồi. Không biết nó có chú ý luyện mấy cái đó hay không thôi. Tiếc vậy. Phải biết vậy tôi đã không nhận cái đôi cú nhãn này rồi. Chờ cho có một đôi khác lợi hại hơn, như hổ hay gấu gì đó chẳng hạn. Bây giờ mang theo đôi mắt cú quỷ, lâu lâu còn không khai được, phế vật vô cùng. Ừ, cái đôi quỷ nhãn này có thể tháo ra lắp cái khác vô hôn cha ha. Ông lộ ra vẻ chán không muốn nói mà đáp tôi: không thể tháo ra được. Lúc thổi vô cha đã nói rồi, nó cùng đồng nhất với mắt thường, tháo ra thì bị mù như cha đây. Còn nếu muốn nữa thì đem dao ra đây. Ừ thôi 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 được rồi, có còn hơn không. Về thực lực tôi rất phế, nhưng về mảng kiến thức thì tôi không thể phế. Tôi lên tiếng hỏi cha về huyền sĩ. Có lẽ ông lăn lộn giang hồ nhiều năm, chắc không biết nhiều cũng biết ít. Ông cau mày trầm tư giây lát rồi mới tự tốn nói: hỏi về huyền sĩ sao? Đám người này học tà pháp. Huyền sĩ là cách gọi chung cho đại đa số những người học tà pháp. Thiệt ra thì nó còn phân ra hai bậc, dưới là quyền nhân, còn lại mới gọi là quyền sĩ. Tại sao lại phân ra như vậy? Quyền nhân là người học quyền thuật tà môn, chỉ chăm chú vào học mà thôi, từ đó gọi là quyền nhân. Còn những người sau khi học xong dùng tà pháp có được đi giúp hoặc là hại người khác, rồi tuyên truyền cái pháp mình học được cho người khác, đó gọi là quyền sĩ. Giữa hai cái này rất dễ bị nhầm lẫn, nên còn phải nhớ thiệt kỹ. Cha là sâu xa còn có khái niệm như vậy, không biết anh Quân có biết về cái này hay không. Kiến thức mới đã được tiếp thu, tôi hăng hái hỏi tiếp: vậy còn quyền sĩ thờ ai? Cái pháp mà họ học á, tên là gì cha? Quyền sĩ thờ một vị tổ riêng, gọi là quyền tổ. Nói là người sáng lập ra quyền giáo cũng được. Quyền tổ xưa là người Trung Quốc, hành vu thuật. Vào đất Nam thấy có nhiều thứ có thể bổ trợ cho vu thuật,
nên cố ý pha trộn tạo ra quyền pháp. Mà quyền pháp không giữ được gốc rễ là hành thiện thì liệt vào tà pháp, gọi chung là như vậy. Quyền thuật chỉ cần có được bát tự, hoặc dễ hơn là vật có hơi người, là cũng hạ chú được. Mà một quyền sĩ giỏi khi hạ chú thì chắc chắn sẽ có người phải chết. Quả thật tôi có nghe qua anh Quân nói như vậy. Huyền sĩ rất là tà môn, bị cô lập khỏi giới quyền môn, không ai thèm chơi. Tôi lại hỏi cha về tình hình thế lực giang hồ lúc bấy giờ. Cha nói chỉ biết được tình hình lúc chưa bị mù thôi, cục diện của 20 năm trước, nhưng nhắc đến thì phải nói từ đầu. Lúc đó miền Nam vừa giải phóng, bước vào thời kỳ kinh tế mới với nhiều biến chuyển. Các thế lực đàn anh đàn chị bắt đầu nổi lên như cồn, không tính các nhân vật quá nổi bật. Thì lúc đó Lãng Đại Ca còn khá trẻ, chỉ đi làm cu li thôi. Ngoài Lãng Đại Ca còn có Lâm Đại Ca. Nếu Lãng Đại Ca sau này cai quản khu vực thành phố, thì Lâm Đại Ca cai quản khu vực giáp với Campuchia. Đó là về đàn anh đàn chị. Còn những thế lực phi pháp như Phường Đạo Mộ, Quân Trộm Cướp và Lục Lâm Thảo Khấu thì phức tạp hơn. Phường Đạo Mộ dẫn đầu là Lão Thái Gia, lúc ấy còn thanh niên, nói chung khí lực sung mãn. Ông đi va chạm rất nhiều, đặc biệt là với Ngô Gia, một gia tộc có truyền thống thủ mộ. Đơn giản thì là một bên đập một bên xây, có xung đột là chuyện bình thường. Mấy phái khác không quan tâm đến. Quân Trộm Cướp thì có mặt ở khắp mọi mặt trận miền Nam, từ trẻ em đến ông già ăn xin cũng có thể là trộm cướp. Đứng đầu là tướng cướp Bạch Hài Đường. Khoan, cha nói Bạch Hài Đường hay là Bạch Hải Đường? Bạch Hài Đường. Làm sao, con quen ổng hay sao? Dạ không, cha nói tiếp đi, con đang nghe nè. Cuối cùng là Lục Lâm Thảo Khấu. Nhóm này thì xưng bá trong ba thế lực, không biết mạnh yếu ra sao, không biết quân số như thế nào, bởi bọn họ quanh năm chỉ rủ trú ở trong rừng và khu biên giới. Nhưng mà có một điều ở đây là Lục Lâm Thảo Khấu khi đánh nhau có sử dụng rất nhiều phép lạ, ngậm bùa ngậm ngải, có người ngậm quá liều bị quá thành người rừng, khắc chú kính người để dao đâm không thủng. Ê, như vậy thì không thể bị giết, khác nào là bất bại sao? Bị độc thì cũng chết, có đau ruột thừa mổ không được cũng chết, bệnh không tìm được thuốc cũng chết. Tôi gật gù với câu trả lời. Giải đáp xong, cha lại nói: nếu nói ba thế lực giang hồ là ba anh chàng nhà giàu, thì quyền sĩ chính là cô gái xinh đẹp. Ba anh chàng nhà giàu không ngại để chi tiền lôi kéo quyền sĩ về phía mình. Quyền sĩ có nhiều thuật lạ giết người không cần dao, vậy nên ba thế lực không ngại bỏ tiền tra mời về làm việc. Đứng đầu quyền sĩ là ai thì còn chưa biết, nhưng mà hình như lúc trước Lãng Đại Ca có mời thằng Quân về giúp đó. Nhưng mà lần đó thằng Hà với thằng Quà đột ngột qua đời, không đầu Quân được nên mới chuyển sang hợp tác. Vậy thì anh Quân là người của Phường Đạo Mộ hay là huyền sĩ? Nghe cha nói tôi thật sự lăn tăn về vấn đề này. Anh Quân là một đạo mộ lão làng, cũng biết nhiều về quyền thuật, cũng làm đến quán chủ của anh Minh Đạo Quán. Gián điệp hai mang sao? Thằng Quân là đặc biệt, đằng sau có rất nhiều người hậu thuẫn. Mà nói đến đây được rồi, tra tỉa cho cha mấy cái cây đó đi. Nghe cha kể chuyện, tôi đã thấm phần nào sự khủng bố của các thế lực ngầm của miền Nam. Thiết nghĩ Nam đã vậy thì miền Bắc ra sao đây? Cắt tỉa bóng bẫy mấy cái cây bonsai thế vậy mà lâu. Cắt xong còn phải dọn dẹp, nhặt từng cái lá ra khỏi chậu, rất mất thời gian. Đến 10 giờ thì tôi ra ngoài mua ít đồ dùng trong nhà, tiện đó mua vài cái bao tay xịn một chút để còn hành đạo.
Về đến không có việc gì làm, tôi lên phòng đọc sách đến chiều. Nhìn đồng hồ thấy còn cách một giờ nữa là sẽ đến hẹn, nên tôi dắt xe ra cổng. Chạy vào thông báo thì thấy cha đã ngủ. Khóa chặt cổng xong, tôi đạp số tăng ga lao vút trên đường. Chạy được 20 phút thì ra tới đại lộ. Có mấy chiếc xe tải chạy vèo vèo qua mặt tôi. Khí ấm xả ra làm tôi nóng hết cả người. Kéo cô móc số, tốc độ lúc này là khá cao. Bỗng từ đâu một bác tài lái xe tải chạy đến. Bác vẫy vẫy tay tôi. Tôi nghĩ chắc lại chào nhau đây mà. Tôi chụm hai ngón chào bằng cách gia hú. Tới luôn đi bác tài ơi. Rồi vượt mặt bác tài xe tải thân thiện. Nhưng than ôi, chạy được chừng 300 thước nữa thì cái máy bắn tốc độ thồ lộ ở trước tầm mắt. Tôi đã giảm tốc rồi, nhưng khi đến vẫn dư tận 5 cây số giờ. Xe bị bắt tấp vô, các anh hỏi giấy tờ đủ thứ. Trong lúc chờ các anh xem giấy thì tôi chán nản đảo mắt ra đường, thấy chiếc xe tải vừa rồi chạy qua. Bác tài còn giơ ngón cái ý là like cho tôi, như đang nói rằng gan dạ lắm cậu trai, tôi thích cậu rồi. Tôi nộp phạt rồi tiếp tục lưu thông. Lúc đến nơi đã trễ mất 5 phút. Biết trước sẽ có biến cố nên tôi đã đi trước giờ. Vậy mà vẫn không tránh được. Thôi thì nghĩ thoáng một chút. Mọi biến cố trên đời đều giải quyết một biến cố khác tệ hơn nó. Có lẽ là như vậy. Như đã đoán, khi tôi bước vào thì tên Khanh đã lên tiếng nói móc. Cậu Bình lại đi trễ nữa. Nghĩ tôi thấy chán cậu ghê luôn á. Ngồi đó là 4 người. Anh Quân, Diễm, An và Khanh. Riêng cái cậu Khanh này tuy làm việc với nhau nhiều lần, nhưng cậu ta vẫn có ác cảm với tôi. Không biết là vì sao. An và anh Quân thì đã thân như anh em trong nhà. Thấy tôi đến trễ thì kéo ghế ngồi, cười nói rất vui. Diễm cũng không khó chịu gì mà hỏi tôi tại sao đi trễ. Tôi khai thật là bị các chú giao thông bắn tốc độ. Khanh nghe thấy vậy thì ra vẻ ngao ngán lắc đầu. Cậu chạy xe bị bắn tốc độ á, chắc cũng nẹt bô đá số dữ lắm hả? Y như mấy cái thằng cho vậy hả cậu ha? Khanh vừa nói vừa hất cằm, trông rất gợi đòn. Diễm nghiêm giọng, tuy vậy vẫn có sự mềm yếu của nữ nhi. Nè, anh ăn nói cho dễ nghe anh chút đi. Đừng có hở ra là môi móc đánh giá người ta. Anh nhìn là anh đi, có khác gì thằng công tử ăn chơi không? Tên Khanh lập tức đổi sắc mặt, cười nịnh nói. Được được, Diễm nói cái gì cũng đúng. Khanh có vẻ rất thích Diễm, nên cô nói cái gì cậu ta cũng theo. Tên này được cái bài mưu rất tốt, nhưng thực hành lại tỏ ra mình không biết gì cả, thì lại dồn hết việc cho người khác. Nếu không phải cho lão thái gia đưa vô thì tôi đã đá đít cậu ta ra khỏi đội từ lâu rồi. Đã không hợp nhau, ở lâu lại sinh ra thù ghét không đáng. Tôi bây giờ thấy Diễm bên mình thì cũng vui trong bụng. Nhớ lại 1 năm trước, lần đầu tiên khi tôi gặp Diễm. Khi đó biết tôi là người tìm giúp miếng ngọc nên Diễm cảm kích lắm, mời tôi đi ăn riêng đủ thứ, còn nói nợ tôi nửa cuộc đời. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như tôi không lấy được ngọc về thì linh hồn của cô sẽ bị lưu lạc, đi mây về gió, trong khi dương thọ chưa tận. Chẳng bao lâu sẽ hóa quỷ ngay. Còn không thì bị dông khác ăn mất. Trong lúc bị chiếm xác thì cô không nhớ gì cả, cứ ngủ một giấc dài. Tôi nghe Diễm nói sao thì kể lại vậy thôi, chứ có biết gì đâu. Anh Quân không thích mấy cuộc lục đục nội bộ như thế này, nên lập tức cắt ngang và đi thẳng vào vấn đề. Tập trung đi, hôm nay tới đây không phải để tranh cãi mấy chuyện không đâu này đâu. Chúng tôi đồng thời im lặng nghe anh. Lúc này thấy đã ổn định, Quân lấy tấm thiết kế và địa đồ vị trí khu mộ đặt lên bàn. Chúng tôi nhìn vào tấm địa đồ. Anh Quân nói, vị trí mộ này nằm trong rừng U Minh Thượng, thuộc một khu sinh thái. Dựa vào địa lý thì trước là hồ Hoa Mai, sau là mô đất nhỏ, còn lại là rừng. Tôi cũng nói luôn, để tránh việc phiền phức sau này, ngôi mộ này khá rộng, nó nằm sâu dưới lòng đất.
hơn nữa còn là nơi an táng của một quyền sĩ. Ba người kia cau chặt đôi mày nhìn anh Quân. Khanh nói: anh định đưa chúng tôi vào chỗ chết hay sao? Quân trầm giọng: nếu đồng ý theo sát và nghe theo chỉ thị của tôi có thể bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người. Anh dựa vào cái gì mà có thể chắc chắn an toàn chứ? Một quyền sĩ nguy hiểm như thế nào, cả phường đạo mộ đều biết. Có tình liệu như anh mới khinh thường nó đó. Nói một câu thôi, cậu đi hay là không? Khanh tức giận rồi thì phải. Cậu ta nói xong liền đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng mặt anh Quân: có chết thì anh chết một mình đi. Cậu ta nhìn Diễm: Diễm cũng đi theo tôi đi, đừng có theo cái tên liều mạng này, sẽ có ngại chết theo cậu ta đó. Nhưng cô lắc đầu tỏ rõ ý: tôi muốn theo anh Bình để làm cầu nối cho sự hợp tác giữa cha và Lão Thái Gia. Hơn nữa Trường Quân cũng đã nói sẽ đảm bảo an toàn cho cả đội rồi. Tôi đã nhiều lần chứng kiến thần thông của anh ta nên tôi tin tưởng. Ngược lại là anh, bình thường anh tính toán hay lắm mà, đến lúc đụng chuyện liên quan tới tính mạng thì lại bỏ chạy rồi. Khanh máu giận đã dồn lên tới đỉnh: tôi đi chung với các người là chỉ vì tiền, muốn chết thì tự mình chết đi, đến sau này có xảy ra chuyện gì thì đừng có kêu Trận Gia giúp đỡ. Nói xong, tên Khanh xoay lưng đi một mạch ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tôi biết tên này sẽ không được việc mà. Bình thường khi làm việc thấy hắn cứ trốn tránh là tôi không tin tưởng rồi. Nếu hắn không phải là người của Trần Gia thì tôi sớm đã đá hắn một cái cho hả dạ. Anh Quân không giận, ngược lại còn bình tĩnh như không có gì, mà tiếp tục nói: cậu ta không đi thì trống một ghế. Anh nhìn đến tấm thiết kế mộ rồi nói tiếp: nhìn cách thiết kế này đi, hai bên có tổng 4 thất, một lối đi lớn thẳng vào bên trong, tách đôi mỗi bên 2 thất. Theo cách vẽ thì có thể thấy rõ ràng cứ 2 thất dọc thì sẽ thông nhau. Anh định vào trong như thế nào? Tôi hỏi. Quân chỉ tay đáp: từ đây đào xuống sẽ đụng cửa mộ, nhưng mà như vậy sẽ phải đào đến 6 thước. Anh nghĩ là nên tiến vào từ trần mộ, dùng búa đập ra, sau đó thả dây xuống thì khoảng cách chỉ còn lại 3 thước mà thôi. Anh nói xong đưa mắt nhìn cả bọn dò ý, hỏi có đồng ý hay không. Tất nhiên đối với anh Quân, tôi không có nghi ngờ gì về năng lực của anh. Đến đây thì không còn tính toán gì nữa. Có một nhân vật không xuất hiện trong buổi tối hôm nay, đó là Thắng. Nghe anh Quân nói mới tháng trước Thắng ăn chơi làm sao đó mà để con gái người ta dính bầu, bây giờ phải chịu trách nhiệm cưới hỏi. Lần này xin phép anh Quân thu xếp xong chuyện nhà thì mới có thể đi. Thêm một vấn đề nữa là sau khi ra xe chuẩn bị về, anh Quân mới nói với tôi, đó là việc cứu Thế Minh Hội vừa bị công an ập vào bắt 2 tụ điểm truyền giáo về tội danh tuyên truyền mê tín dị đoan. Hiện đám ấy đang đứng ngồi không yên, không biết có tìm người của Lãng đại ca trả thù hay không, đặc biệt là con gái của đại ca, Diễm. Anh nhờ tôi để tâm tới em nhiều hơn, nhưng không cần anh nhờ, tôi vốn đã để tâm từ lâu rồi. Mùa hè đến, tiết trời càng thêm oi bức. Được ngồi trong chiếc Ford Ranger siêu xịn của anh Quân thì còn gì bằng. Diễm ngồi ngay sau tôi, anh Quân thì cầm lái. Tôi ngồi cạnh anh trò chuyện đủ thứ, hỏi anh xem có biết gì về giang hồ Mã Thượng hay không. Và như tôi đoán được trước đó, anh còn nói rõ hơn cha tôi, được biết thêm Lão Thái Gia là cách gọi của người cầm đầu Trần Gia nói riêng và phường đạo mộ nói chung. Lâm đại ca biên giới bây giờ đã bị thay thế bởi một ông trùm khác tên là Thành. Hiện giờ tình hình ở khu biên giới rất là phức tạp, đặc biệt là sau khi Lâm đại ca thất thế quy ẩn thì người tên Thành kia không thể quản lý tốt được, hoặc là cố tình không quản. Có rất nhiều vụ buôn người đã xảy ra. Còn nghe nói hắn cho phép buôn hàng cấm
ma túy cần sa. Các tụ điểm casino với nhiều thành phần bất hảo, chơi thì ít mà chém nhau thì nhiều. Ủa, vậy sao công an không điều tra? Có điều tra, nhưng mà cuối cùng chung quy thì làm cái gì cũng vì tiền thôi. Không có tiền thì không ai sống được. Chỉ cần nâng mức đãi ngộ bình thường họ nhận được lên gấp chục, gấp trăm lần thì ai mà từ chối. Cứ thế mà nhắm mắt làm ngơ thôi. Nhưng mà cũng không phải ai cũng thối nát như vậy. Thật ra vẫn còn rất nhiều người đang âm thầm điều tra, như Lãng đại ca. Chỉ chờ có sơ hở là tóm ngay. Nghe anh nói, tôi mới thấy đồng tiền rất lợi hại. Kiểu như có tiền gặp tiên cũng được, không tiền đối diện bất tương phùng, ăn mày còn coi khinh. Chạy đến đoạn cống cái lớn, cái bé, thì anh Quân trẻ vào đường đi thẳng đến nhà chú Tư. Chủ yếu là cho Diễm thắp nén hương thôi. Dù gì Hòa cũng tham gia vào việc lấy ngọc mới chết. Còn bọn tôi thì một tháng trước đã về đây rồi. Lần đó ngay dịp giỗ một năm. Ngôi nhà chữ L thường thấy ở quê. Vì sao? Vì đất rộng, phải cất thêm gian bên để tối ưu, chứ đừng có nghĩ họ nghèo. Hiên nhà có một dàn mướp no trái. Anh Quân cho xe tấp vào sân. Thằng cu em út của Hòa đang ngồi làm cần câu, thấy xe anh về thì chạy ra hô lớn: "Chú Quân về kìa mẹ ơi!" Chúng tôi xuống xe hít thở khí trời. Từ trong nhà chưa thấy người đâu đã nghe giọng của chú Tư: "Ủa, mấy đứa bày về sao không điện cho chú một cái? Bữa qua có con cá lóc đồng bự lắm mà chú đem đi luộc hèm mà nhậu hết mẹ rồi. Phải biết mấy đứa về á, chờ lại bữa nay chú cháu làm vài ly." Cái dáng người gầy gầy, mặc áo thun ba lỗ quần cục, quả này mà kẹp theo cái vỏ lát nữa là đậm chất dân đá gà. Cô Tư từ trong nhà đem ra mấy ly cà phê với ấm trà nóng mời bọn tôi. Chú Tư vừa cười vừa nói: "Khách tới nhà không trà cũng bánh, không có bánh thì uống nước đi mấy đứa. Ủa mà con bé này là ai đây? Là lần trước sau chú không thấy?" "Dạ, cô bạn ở trên thành phố, nghe con nói về quê thì muốn đi theo chơi." "À, con nhỏ này dễ thương nha." "Dạ con cảm ơn chú." Diễm đáp. Đến lượt thằng An, nó xin phép chạy ra làm cần câu chung với thằng em út. "Em cột dây vậy á, dễ tuột lắm. Phải buộc cái kiểu càng kéo càng chặt á, quấn vòng như thế này nè." Thằng An thì tôi biết nó đó giờ. Nó rất thích câu cá, hay chụp ảnh đăng lên trên mạng xã hội mấy con cá to. Mà mỗi cây cần câu của nó chơi ít gì cũng chục triệu, có bao nhiêu cá cũng không có bù nổi. Lát sau thì Diễm xin được thắp hương cho Hòa. Vốn định là lên đường ngay lúc đó, nhưng vì hai cô chú nhiệt tình quá, còn bày ra mâm đồ nhắm bén ngót, nên chúng tôi đành ở lại một đêm, định là overnight luôn. Anh Quân có tửu lượng vô đối, khiến cho tôi, chú Tư và An nằm sân. Tôi phải ngủ một giấc đến chập tối mới ngóc đầu dậy được. Nhìn quanh, chỉ thấy hai người bại trận. Anh Quân chẳng biết đã đi đâu mất từ lúc nào. Hỏi Diễm thì em nói Quân ra mộ của Hòa rồi. Từ nhà ra đó tầm 2 cây số và phải qua sông. Tôi giờ lấy chiếc cúp 50 của chú Tư rồi chạy đi. Đến nơi thấy anh Quân đút tay vô túi quần, nhìn trời xa mà đượm nét trầm tư. Tôi đi đến hỏi: "Anh đang nghĩ gì?" "Không có gì, vài chuyện vặt thôi." Anh đáp tôi với vẻ rầu rầu. Quân luôn im lặng, không phải kiểu im lặng không nói gì, mà là không chịu chia sẻ suy nghĩ của mình, tạo nên một anh Quân bí ẩn, khó lường. Nhưng đâu đó mà nói, đi chung đội với anh rất là an toàn. Hoàng hôn ở mộ của Hòa, bầu trời xa đỏ bầm như máu. Sáng hôm sau, chúng tôi từ giã nhà chú Tư Bình, rồi lên xe tiến về rừng. Đoạn đường còn lại cũng khá ngắn. Trên xe, An hỏi tôi về những câu chuyện xoay quanh rừng U Minh. Phường Đạo Mộ có bản đồ của rừng U Minh. Số lượng mộ lớn bên trong là không có nhiều, mộ quan thì có.
Nói về chuyện thì có rắn hổ mây, ông Năm Chèo. Không biết thực hư ra sao, nhưng mà có rất nhiều nguồn phân tích xem như là một loại truyền thuyết hoặc là giai thoại. Anh có chuyện ma nào không? Ma thì nơi nào mà không có, nhưng mà ma rừng sẽ thích nhát người hơn thôi, không có gì đáng kể. Chắc do trong rừng cô đơn quá đó. Đến nơi, chúng tôi cứ đi vô như một nhóm du lịch bình thường. Thằng An mang theo một cái ba lô lớn, anh Quân và tôi cũng tương tự. Trong đó đặc biệt có cây giá đào, có thể lắp ghép, lưỡi và thân rời ra. Khi ráp lại cũng khá dễ, niêm cho chặt hoặc là đóng đinh vô là dùng thôi. Dụng cụ thô sơ thôi, nhưng đào bằng lưỡi len có thể đào sâu, đất sẽ tạo thành khối chữ nhật rất là dễ hất ra. Theo tôi nhớ không lầm thì ở đây có hai cửa vô chính, một trước một sau. Cửa sau có đường xe chạy thì phải. Đi đã lâu nên tôi chỉ nhớ mơ hồ mà thôi. Vào bên trong thì chúng tôi đi quanh đó. Không khí ở đây rất trong lành, rừng nhiều cây nên mát mẻ. Dưới sông còn có nước ngọt hay sao đó, mà bèo với lục bình trôi lên bình. Lâu lâu có chiếc xuồng chạy qua là dạt hết vô bờ. Trên cây thỉnh thoảng tôi còn thấy khỉ. Thằng An thấy khỉ thì khoái lắm, Diễm cũng vậy. Bồi với gơ thành phố mà, không đi thảo cầm viên hay sở thú thì ở đâu mà thấy được khỉ chứ. Trèo lên tháp canh, ở đây sẽ thấy được toàn cảnh. Quân nhìn bốn phía rồi nói: ở đây địa thế rất tốt, rừng chứa nhiều sinh khí, lấn át hết phần lớn tử khí. Nhưng có điều âm khí lại không tan được do thân cây tích lại. Nếu có quỷ tu thì nó sẽ mạnh lên rất nhanh. Chuyện thiên phạt ở đây chắc không ít đâu. Ý anh nói thiên phạt chắc là trời đánh, xét đánh xuống một gốc cây có quỷ cư ngụ. Tôi nhớ điều kiện để thiên giáng lôi phạt là quỷ tu phải làm ác, có tâm hại người. Còn những con quỷ bình thường chỉ lo tu thì sẽ không bị. Diễm muốn chụp ảnh, tôi cầm máy, tách tách vài cái là xong. Buổi tham quan đến đây kết thúc, chuyện đại sự bây giờ mới bắt đầu. Chúng tôi dự định sẽ ở lại đến khuya, hành động nhanh lẹ trong tối nay và về đến Sài Gòn vào rạng sáng mai. Hiện đã là 2 giờ chiều, trời hè nóng như đứng cạnh lò lửa. Sáng mát mẻ mà bây giờ lại nóng như thế này. Tự nhiên đúng là tự nhiên. Tôi mang dài đi rừng, đế khá chắc. Ở đây rắn rết là có, muỗi thì vô số. Đi có một chút như vậy mà tôi thấy ngứa quá chừng. Diễm nói có thuốc bôi côn trùng mà không chia cho tôi, còn lém lỉnh giấu đi. Con trai mà bôi cái gì? Anh phải chịu khó để cho nó cắn thì em mới không bị cắn chứ. Đúng rồi, con trai không có da thịt, không có xúc giác đâu. Thằng An đi bộ hệt như con khỉ mắc phong, làm như lần đầu được thả về rừng. Nhưng nhớ lại nó họ Tôn nên tôi cũng thông cảm. An giả tiếng khỉ kêu lên ét ét như heo bị cắt tiết. Anh Quân thì lúc nào cũng lầm lì, nhưng làm việc lại năng suất nhất. Tay anh cầm tầm long thước, dẫn chúng tôi đi theo hướng có từ trường mạnh. Khu mộ ấy của quyền sĩ, âm khí rất nhiều. Chỉ cần đến nơi là thước sẽ quay như chong chóng. Băng sông lội nước được một quãng kha khá, không biết đã cách hồ Hoa Mai bao nhiêu thước. Vì ở đây tôi vẫn lấp ló nhìn thấy tháp canh ở đằng xa. Thời gian trôi nhanh, đến tận chiều muộn mà chúng tôi vẫn đang dò tìm. Tấm địa đồ chuyên dụng coi như bỏ đi, tôi biết ngay là sai lệch mà. Nhưng cái người vẽ ra nó cũng đã chết rồi nên tôi không làm gì được. An lên tiếng: khi nào tới đây? Em có cảm giác không ổn lắm. Tập trung bước chân, đi đến đâu anh sẽ dẫn đường tới đó. Mặt trời khuất dạng, chúng tôi cũng không dám mở đèn pin quá sáng vì bị cán bộ phát hiện là thua ngay. Tối đến không khí lạnh hẳn, tiếng động vật ăn đêm truyền cành sột sạt bên tai, tiếng cú đêm cô quạnh. Nói ra đừng cười, tôi hiểu được tiếng cú. Lúc nó kêu tôi có thể cảm nhận được trong tiếng kêu ấy mang theo cảm xúc gì, như cái con vừa rồi đang đi kiếm ăn.
theo điểm này mà liên hệ với anh Quân, thì không lẽ anh nghe hiểu được tiếng cọp hay sao? Quân cầm thước đi đầu, Diễm đi ngay sau anh, An đi trước tôi, đồng nghĩa với việc tôi là người đi cuối cùng. Nhưng trong đêm tối vừa rồi, tôi cảm giác có một bàn tay đặt lên vai mình. Âm thầm mở quỷ nhãn, hiện giờ chưa rõ điều gì nên tôi không dám nói ra, sợ làm ảnh hưởng đến bước chân của cả đội. Trong tầm mắt tôi bốn bề sáng trưng, nhưng lạ là lại không nhìn thấy con ma nào cả. Không duy trì được lâu nên tôi khóa nhãn lại, thì một lần nữa bàn tay lạnh toát kia đập bộp lên vai tôi. Tôi lập tức quay ra sau, một mảnh yên lặng đến rợn người. Đến lúc quay đầu lại thì chẳng còn ai, đồng đội đi trước biến mất từ lúc nào. Tôi bắt đầu có cảm giác bất an. Lạc rồi sao? Bước trên lá khô, tôi quan sát bằng đôi mắt quỷ, mọi thứ đều hiện ra. Một mình đi trong rừng như thế này, cảm giác tứ phía đều ẩn chứa cơ số nguy hiểm. Tôi lên tiếng kêu xem có ai phản hồi hay không, nhưng cho dù kêu lớn như thế nào thì đáp lại tôi cũng chỉ là âm thanh của rừng. Đi thêm một đoạn, tôi thấy trước mặt là hồ hoa mai. Sao lại là hồ hoa mai chứ? Từ lúc bắt đầu tới giờ tôi chỉ đi thẳng mà thôi. Chưa kịp nghĩ tại sao lại tới hồ hoa mai, thì kế tiếp lại phải bất ngờ, vì ngay trước hồ có một ngôi mộ trông khá lớn. Tôi đến gần xem cho kỹ. Trên bia mộ khắc: mộ của huyền sĩ Lưu Gia, tên là Lưu Quán Kha. Đây là ngôi mộ huyền sĩ mà chúng tôi tìm sao? Nhưng theo bản vẽ thì nó phải lớn hơn chứ. Vừa nghĩ như thế thì từ đâu một bóng đen lao đến chỗ tôi. Nó đấm vào ngực tôi một phát rõ đau, rồi để lại một vết hằn đen sạm. Sau cái bóng đen ấy là vô số cái khác lao đến. Bọn nó đánh tôi bay như diều đứt dây. Nhưng khi tôi đánh trả lại thì bất ngờ bị cú đấm xuyên qua người. Thấy cứ tiếp tục như thế này thì chưa vào được mộ đã bị đánh cho chết. Trong 36 kế chạy là thượng sách. Nhưng đâu có dễ như vậy. Tôi vừa phóng được một thước thì bóng đen quái dị kia đáp ngay một đấm vào má, làm cho tôi bay thẳng xuống hồ. Nước hồ lạnh ngắt, chúng vậy mà cũng không buông tha, nhảy xuống muốn dìm chết tôi. Tôi vùng vẫy quờ quạng trong cơn nguy khốn. Và rồi chát một tiếng, năm ngón tay thon dài in lên mặt. Cái đám vừa rồi tát trăm cái cộng lại cũng thua cái này. Là Diễm. Mở mắt ra thì thấy anh Quân và Diễm đang nhìn tôi. An đang nằm dưới đất ngay bên cạnh. Tôi ngốc dậy hỏi: Em bị sao vậy? Tôi vừa hỏi vừa xoa xoa thái dương. Quân đáp: Chúng ta đang ở trên khu mộ huyền sĩ. Ở đây có một trận thuật gọi là quỷ dẫn đường. Khi dính phải nó sẽ đưa em đến nơi mà em muốn đến nhất, nhưng đồng thời cũng sẽ nhấn chìm em mày trong ảo mộng, không tự thoát ra được. Vừa nói anh vừa vẽ lên trán An một hình gì đó bằng bút lông đỏ. Ủa, vậy sao anh với Diễm không bị? Em có lệ đây mà, anh không nhớ sao? Phải rồi, Lệ là em gái của Diễm, hiện tại đang tu trong mảnh ngọc. Lần trước Diễm có nói vị huyền sĩ kia không luyện tra ngọc đẩy hồn, mà là ngọc trấn hồn, để Lệ ở bên trong ngọc tu dưỡng. Lệ cũng là quỷ tu nên có thể cảm nhận được biến đổi của âm khí xung quanh, cho nên đã cảnh báo cho Diễm. Mấy loại ảo thuật như thế này sợ nhất là bị phát giác, nên vô tác dụng với Diễm. Quân làm phép gì đó một hồi thì An cũng tỉnh lại. Nó ngơ ngác không kém gì tôi, cũng thấy cùng một cảnh đó. Bây giờ thì tôi có thể xác nhận rằng tấm bản đồ kia không sai. Có sai là do chúng tôi đã tìm nó không đúng cách. Quân thấy đã ổn, liền nói: Tại điểm chúng ta đang đứng, ngay bên dưới là khu mộ. Như đã tính toán thì bây giờ thực hiện công tác đào xuống thôi. Đụng trần thì đập ra mà nhảy vào. Anh dậm chân xuống đất rồi ghép giá đào. Cứ vậy mà ba chúng tôi hì hục xúc từng cục đất. Đào đến ba thước thì lưỡi len đâm vào vật cứng.
Biết đã đến trận mộ, anh Quân lấy búa chuẩn bị đập khai màn. Tôi xúc hết đất cát ra thì bên dưới lộ diện một cục đá hình chữ nhật. Đặc biệt cục đá này còn khắc chữ. Anh Quân nhìn vào, nghĩ một hồi rồi nói: "Đây là chữ thứ 44 và 45 trong bài chú trấn áp. Dễ nhận biết do cách viết đặc trưng. Từng nét đều có thể trì thêm một câu chú. Chữ thứ 44 này có tổng 4 nét, tương đương với 4 câu chú, dùng để giam cầm thứ dơ bẩn bên trong. Bài chú này nếu viết thiếu một chữ cũng không dùng được. Đủ biết thứ bị trấn áp bên dưới mạnh như thế nào." "Ờ, có ổn hay không?" "Em yên tâm, anh có kinh nghiệm mấy chuyện này." Tôi nghe vậy thì yên tâm mà đạp đất phóng lên trên. Nhìn xuống thì thấy anh Quân đã chuẩn bị sẵn kiếm gỗ. Anh tháo ba lô quăng lên chỗ tôi rồi nói: "Trong ba lô anh có cuốn sách màu đỏ, vạch ra trang 76, có hình vẽ trận đồ. Vật bài trận ba lô anh có đủ. Em nhìn theo đó mà lập trận quanh miệng hố đi." Tôi vâng lời. Trang 76 có vẽ hình. Không chỉ có hình mà bên trên còn có chữ Hán. Tôi đọc hiểu nên biết đây là một loại trận trấn yểm ma quỷ, giống như nhà tù gai vậy. Tôi, Diễm và An cùng làm nên trận đồ. Sơ bộ hoàn thiện khá nhanh. 5 chén dầu hỏa đặt 5 góc, được nối với nhau bằng chỉ đỏ. Có một điểm giao của chỉ đỏ ở giữa miệng hố. Anh Quân biết chúng tôi đã xong, liền giơ cao cây búa đập xuống. Cớp một tiếng, rồi hai tiếng, cục gạch vỡ ra rơi xuống. Âm thanh cho thấy khoảng cách từ trận xuống nền là khá gần. Chú yểm bị phá. Từ dưới mộ, một bóng đen thò đầu ra định bay lên, nhưng Quân đã sớm dự định được. Anh chặn kiếm ngang cái lỗ gạch vừa thủng, chân đạp chặt thanh kiếm xuống. Tay kẹp 5 đồng xu, lần lượt búng lên các điểm giao nhau của 5 sợi chỉ. Xu vừa lên, anh lập tức khởi trận. Nước trong chén bắt đầu dao động. Tôi khai nhãn lấy ra con dao đã được Quân tế luyện, chuẩn bị chiến đấu. An ném xuống cho Quân một bát quái kính. Đây là một trong những quyền thuật được quyền tổ pha trộn. Bát quái kính lội có thể phản lại âm khí, quá sát, chống tà ma. Anh lấy kính đặt úp lên trên đồng xu. Kính ở giữa 5 điểm giao nhau. Dưới chân anh, thanh kiếm gỗ hiện đang bị một bàn tay đen nhẹm hất lên. Nhưng chỉ cần anh dậm chân một phát thì liền trấn áp được. Anh thận trọng dặn dò chúng tôi: "Đừng để chén dầu nào đổ ra cả." Xong, Quân nhanh chân móc ngược thanh kiếm lên tay, đạp đất quăng người luồn qua kẻ của sợi chỉ. Hành động như trong phim vậy. Lúc anh lướt qua thì sợi chỉ dao động nhẹ, chén dầu cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng. Đó là tôi cảm nhận được sau khi giữ chặt rồi. Ba người chúng tôi sáu tay giữ 5 chén là dư sức. Anh Quân đáp đất bằng một cú lộn người, chỉ vừa thả lỏng chưa được 3 giây thì từ bên dưới cái lỗ nhỏ bằng tấm gạch 10 phân, một luồng khói đen bay lên như đốt nhựa. Khi nó xông thẳng lên đến mấy sợi dây liền lập tức bị chặn lại. Thấy không được, khí đen huyễn hóa ra thành hình người thì lại bị bắt quái kính chiếu đến, cơ thể bị đốt đến phồng rộm lên. Nhưng không chỉ có một con như vậy. Sau khi con kia bị đốt đến bất nhập luân hồi thì một con khác lại ra. Rồi 3, 4, 5 con. Bọn chúng thi nhau bay ra, đều bị đốt cả. Chén dầu đồng loạt vơi đi rõ rệt. May mắn là sau con thứ 5 thì không thấy quỷ chui ra nữa. Nhưng tôi có thể cảm nhận được bên dưới mộ kia tồn tại một luồng quỷ khí rất lớn, lớn hơn 5 con cóc ké vừa rồi cộng lại. Anh Quân biết, Diễm cũng biết, chỉ có thằng An không biết. "Hết rồi, vô thôi mọi người, dẹp đồ rồi đi xuống thôi. Ai vô trước đây?" Thằng này là vua phá hoại. Từ hồi vừa nhập đội thì tôi đã thử qua rồi. Có nhiều lần suýt nữa bị cán bộ tóm cũng là do nó. Nó nói xong, cũng may là không manh động, mà còn biết nhìn chúng tôi hỏi ý. Tôi trầm giọng: "Không được, bên dưới còn một con nữa." "Hả? Còn nữa sao?" Vừa dứt lời, trận pháp đột nhiên phát động.
sợi chỉ bất ngờ bốc cháy. Kính bát quái là vật phụ trợ cũng nứt ra làm nhiều mảnh mà rơi xuống. Anh Quân ra lệnh kêu chúng tôi thoái lui. Riêng anh đứng đó lấy tờ giấy lớn bằng tờ Roki bắt đầu vẽ phù. Bên trên anh Quân không ngừng tay thì dưới hố hiện ra một đám khối đen đang lớn dần. Nó bay lên trên miệng hố như chuẩn bị tấn công. Đám khối nói to phải so sánh bằng một chiếc xe tải 2 tấn đặt dọc. Tôi thấy anh Quân toát cả mồ hôi. Tay anh toang toát lật mặt sau vẽ bước cuối. Đây là ấn quyền sĩ. Đám khối thành hình bức tốc lao vào Quân, không khác gì thiên thạch. Anh Quân! Quân đứng cách đó 3 thước, vừa họa phù xong, nhìn lên đã thấy đám khối đen lù lù trước mặt. Phản xạ nhanh chóng, anh đưa tấm phù quá cỡ lên chống đỡ. Ầm một tiếng, hai bên va chạm chưa quá 2 giây thì tấm phù đã rách bươm ra. Quân bị hất văng về sau một đoạn rồi ngã xuống. Tôi nhanh chân chạy lại đỡ anh đứng dậy. Anh bị trúng đòn nhưng cũng không nặng, mặt có chút tái đi. Bên kia, đám khối dầm thu nhỏ lại như bị một thứ gì đó thu hút vào. Đầu tiên là phần đỉnh đầu, rồi dần lộ ra toàn bộ cơ thể. Trên đầu sần sùi 2 cái sừng như sừng dây, mọc cong ngược muốn cắm vào đầu. Tứ chi vạm vỡ, thân cao 3 thước đóng khố. Hai mắt đỏ ngầu sáng lên trong đêm. Nó là quỷ canh mộ mạnh nhất ở đây sao? Anh Quân thở không ra hơi nói: Là lệ quỷ đó. Tôi đọc trong sách có biết loại quỷ này. Không như các bộ phim hay truyện, thực tế thì lệ quỷ cực kỳ mạnh. Nó là con quỷ gieo rắc cái chết. Quỷ thủ trở xuống, có kéo cả hội cũng không đánh lại nó. Chúng tôi cảm nhận được uy áp mà nó tỏa ra. Diễm lúc này nói với anh Quân: Nó chỉ mới luyện thành không lâu, tôi với cậu hợp sức có thể miễn cưỡng giết nó. Quân nhìn Diễm gật đầu. Người vừa rồi không phải là Diễm, cả nét mặt cũng vậy. Diễm không bao giờ lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị đến không cảm xúc, chỉ có Lệ mà thôi. Anh Quân cho đồng tiền vào miệng, ngậm lại đó, không biết để làm gì. Lệ chắp tay kết ấn. Cô từng có sư phụ là quyền sĩ, nên thuật pháp học cũng được không ít. Thế đánh đã chuẩn bị, Quân lên tiếng dặn dò: Lệ quỷ kia ra chiêu sẽ mang theo âm khí, tử khí, nộ khí và quán khí. Những thứ mà nó tích được đều sẽ đánh ra. Thằng An không có trường pháp khí nào bảo vệ, nên lui về sau đọc kinh nào đó để mà hộ thân đi. Em không có thuộc bài kinh nào hết anh Quân ơi. Không thuộc kinh thì cầu trời Phật gia hộ cho. Dạ được. An không ngừng lẩm nhẩm cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mà chạy ra phía sau. Lệ quỷ gào lên một tiếng. Thân thể nó vô thực, nhưng khi đã chuyển hóa cho thấy có thể đánh vào, có thể dựa vào lý thuyết cùng tần số mà hiểu. Những vật cùng tần số thì có thể tác động lẫn nhau. Lệ quỷ hoạt động khôn khéo, nó thu tất cả âm khí vào người, chỉ để lại một ít quanh thân. Quân không nói gì mà đạp đà lao đến. Lệ quỷ cách đó 6 thước, tay anh nắm lại thành quyền. Lệ quỷ có ý thức, nó chống lại bằng một đòn giáng từ trên xuống. Một người một quỷ va chạm liền tạo ra một cơn gió quét ngang. So chiêu với quỷ, anh Quân không chịu được mà rụt tay lại. Có lẽ đã gãy xương. Tôi theo nhiều lần tác chiến trước, lựa chọn cách đánh du kích mà nói thẳng là đánh lén, làm phân tán sự chú ý của nó để hai chủ lực dễ dàng niệm chú. Tôi chạy luồn qua cánh phải, ngắm thẳng vào phần bắp đùi to lớn mà chém. Nhưng trớ trêu thay, lưỡi dao dài 5 tấc chưa kịp gây sức ép đã bị lệ quỷ tóm được. Nó quay cả người sang nhìn tôi, đầu ghé sát xuống, gào lên hăm dọa. Ánh mắt nó đỏ ngầu dữ tợn. Tôi cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang lan ra toàn cơ thể. Bắt đầu từ tay cầm dao, mắt tôi đột nhiên mơ hồ. Quỷ nhãn lập tức nóng lên như thiêu đốt. Tôi đối mắt với lệ quỷ. Ánh mắt đỏ đèn của lệ quỷ chớp một cái.
nó dường như rất bất ngờ. Tay tôi lúc này có sức đến lạ. Tôi giằng lại được con dao. Thì sau lưng lệ quỷ, nhân lúc nó không chú ý, lệ đã kết ấn dán đầy phù chú lên đó. Lệ quỷ thấy động liền quay ra sau. Tôi thấy điểm hở thì nhanh tay xiên cho nó một phát vào hông. Lưỡi dao thường sẽ đâm không thủng, nhưng đây là tiểu đao của cha tôi, lại được anh Quân tế luyện, đâm vào ngập nửa lưỡi là chuyện thường. Từ vết dao, âm khí thoát ra thành dòng như dòng máu. Lệ quỷ cũng biết đau, nó chợp tay ý muốn rút thanh tiểu đao ra, nhưng lừa là chúng tôi đã nhanh hơn một bước. Lệ đọc khẩu quyết, mấy lá phù bắt đầu bốc cháy dữ dội. Lệ quỷ đau đớn đến giận dữ. Nó như một con rùa khi bị động liền chui lại vào trong mai, trở lại dùng âm khí bao bọc cơ thể để dập ngũ hành hỏa. Anh Quân lập tức quát lên bảo chúng tôi chạy đi. Quân bình thường trầm ổn, để anh phải lớn tiếng là việc quan trọng đến mạng sống. Chúng tôi vừa chạy cách nó 4 thước thì xẹt một tiếng, luồng âm khí bộc phát thổi bay hết lá cây, kể cả mấy cây tràm gần đó cũng chao đảo lắc lư, rụng lá. Cây to còn bị như vậy, huống hồ gì là người như chúng tôi. Âm khí không khác gì sóng xung kích, quét cho bọn tôi nằm rạp xuống. Tôi toát cả mồ hôi, tự hỏi đây là mộ quỷ sao? Nếu nó liên tục tung chiêu như vậy thì đụng còn không được, chứ nói chi là giết. Anh Quân kêu bọn tôi chạy, nhưng chính anh lại ngược chiều gió mà lao lên. Nhưng đó không phải là liều mạng, mà anh đã có chuẩn bị pháp khí. Một cây dù giấy được vẽ đầy phù, các thanh khung nhuộm màu trắng toát. Món pháp khí này tôi có thấy qua lúc trước khi anh diệt một đoàn âm binh. Đồ chơi gọi là xương trắng. Thực chất thứ bọn tôi trúng phải là dư âm của đoàn quỷ nộ kia. Số âm khí có thể đánh nát lục phủ ngũ tạng đã bị anh Quân che chắn toàn bộ. Tôi nhìn anh chống đỡ mà hai mắt nóng lên, muốn đánh giúp nhưng không đủ sức. Không lâu sau đoàn tấn công kết thúc, anh Quân học ra một khổng máu tươi. Con quỷ bây giờ hung hãn hơn lúc nào hết. Nó tụ âm khí vào tai định lao đến tát cho anh một phát. Đến nước này, tôi dồn toàn bộ sức lực mà mình có vào thanh tiểu đao mà phang về phía trước, mong có thể làm được cái gì đó. Rất may là đoàn người giao hợp nhất đã chuẩn xác cắm vào ngực lệ quỷ, khiến cho nó phải khựng lại một bước. Nhưng đồng thời lệ quỷ cũng đã chuyển chú ý lên người tôi. Tôi quyết đoán liều mạng lao nhanh như một ngọn giáo, lướt qua mặt anh Quân mà nhảy lên đấm bồi vào ngực lệ quỷ. Nó giơ tay định tấn công tôi. Ánh mắt tôi kiên định nhìn nó như thách thức. Cái thằng to xác kìa, có giỏi thì đánh tao đi. Lệ bước nhanh, dùng chỉ đỏ có sâu tiền, mỗi đồng cách nhau một gang tay. Cô bắn một đầu chỉ quấn chặt vào thân cây, tiếp sau xuất hồn ra khỏi người diễm mà bay một vòng. Sợi dây lúc này đã quấn chặt cổ của lệ quỷ. Cũng nhờ cô em gái này ra tay kịp thời mà tôi thoát được một kiếp. Vừa ổn định, tôi liền chuyển vị trí, chạy đến mang diễm về gần mình để che chắn. Hiện giờ trước sự vùng lên của con quỷ to xác, lệ dồn hết âm lực mà siết dây. Cô gọi lớn: Quân! Anh Quân vừa rồi tận dụng khoảng thời gian mà chúng tôi kéo ra, lấy một nắm đồng xu và một lá hắc phù kẹp vào ngón trỏ và ngón giữa của ấn chỉ thiên. Anh theo tiếng gọi của lệ mà lao đến đấm từng đồng xu vào người lệ quỷ. Hai tay hai chân, sau lưng chính diện, các đại huyệt tại mỗi vị trí anh đều đánh. Cuối cùng khoảnh khắc anh dán lá hắc phù vào sau gáy con lệ quỷ thì cũng là lúc nó thoát được khỏi vòng vây của lệ. Cô lập tức bị chấn bay ngược về cổ ngọc. Lệ quỷ muốn một lần nữa phát nộ, đánh bay tất cả đồng xu bị in lên người. Nó bắt chéo tay, âm khí bắt đầu dày đặc trở lại. Giọng của lệ gấp gáp vang lên bốn bề: Chờ gì nữa, nhanh lên! Lệ quỷ thu nạp âm khí, mắt nó dần sáng lên sau lớp màn đen đặc. Anh Quân dậm chân lấy đà, nhảy lên ngăn mặt lệ quỷ. Đủ tầm, anh phun đồng xu trong miệng ra, hòa cùng với đó là máu. Anh đập trán mình vào trán lệ quỷ,
khiến cho đồng xu dính chặt vào đó. Khoảnh khắc chân vừa đáp đất, quân kết ấn rồi thổi nhẹ làn hơi vào đầu ngón tay. Lá hắc phù sau gái lệ quỷ không đốt mà tự bốc cháy. Toàn thân nó bị bao bọc bởi ánh lửa màu xanh như ma trời, lạnh lẽo vô cùng. Lệ quỷ gào lên, định vung đòn quỷ nộ kết liễu con người nhỏ bé dưới mắt. Nhưng khi vừa vung tay thì tán, lách cách, toàn bộ đồng xu phát nổ. Thân thể toàn lửa trong thoáng chốc đã tan tành, hóa thành một đám bụi tro, chỉ để lại cặp sừng cong vuốt trên đất. Tôi thấy anh quân đứng quay lưng, tay dần thả lỏng. Khoảnh khắc này thắng bại đã rõ. Trận chiến kết thúc, dưới sức mạnh của đồng tiền, lệ quỷ đã phải tan xác. Quân quay lại nhìn chúng tôi, ánh mắt anh sáng lên trong đêm như một anh hùng. Thằng An đứng bên kia vẫn còn niệm Phật. Tôi quay ra quát lớn: "Niệm cái gì nữa? Chết hết rồi, mau chạy đi." An ló đầu ra từ thân cây. Tôi nhìn nó cười chiến thắng. Thấy chúng tôi còn sống, nó liền chân này đá chân kia mà chạy tới. Diễm hiện giờ đã tỉnh lại, hồn liên tục bị đẩy ra nên có chút mệt mỏi. Anh quân gánh đội nhưng không mệt thì phải, tay chỉ bị thương một chút ở lần thử sức đầu, quả là cừ khôi. Thời gian để nghỉ ngơi sau trận chiến là 10 phút. Tận dụng 10 phút này, An lấy mấy hộp cơm tự sôi, đổ chai nước suối vào chờ chín là có thể ăn ngay. Anh quân không ăn, anh ngồi xếp bằng dưỡng thần cái gì đó. Có lẽ mấy lá bùa vừa rồi làm cho anh tổn hao lực. Ăn xong, nhìn sang anh quân thì thấy anh đang đem cặp sừng cong veo của lệ quỷ cho vào ba lô. Quỷ dữ tu luyện, theo thời gian mọc ra sừng thì đó là vật chất có thật, ý là người thường có thể chạm vào. Gom xong đồ, anh lại nhìn chúng tôi nói: "No chưa? No rồi thì chuẩn bị xuống mộ." Những cổ quan tài chứa quỷ sống thường sẽ xuất hiện một loại chất lỏng màu đen chảy ra, được gọi là quan lệ. Quan lệ này có tính ăn mòn cực mạnh đối với kim loại. Một khi bị đun nóng sẽ sinh ra khí độc. Nếu bị khí độc này xâm nhập vào cơ thể thì trong một giờ lục phủ ngũ tạng sẽ thối rữa. Nhưng không cần đến giai đoạn thối rữa, trong nửa giờ đầu khi khí độc đi vào thì cơ thể của người trúng đã tê liệt. Chúng tôi đập lối vào mộ từ bằng một tấm gạch 10-10 thành ra một tấm gạch lót sàn 50-50, đủ để tôi và anh quân có thể thoải mái chui qua. An ở trên buộc dây vào thân tràm, tôi lần theo dây thả người xuống mộ. Bên dưới tối đen, soi đèn pin vào chỉ thấy bốn bề toàn là gạch đá. Ở trước mặt, đập vào mắt tôi là một bức tượng quái dị. Anh quân cũng vừa lúc nhảy xuống, thấy tôi định chạm vào tượng thì lập tức ngăn lại mà nói: "Đây là tượng âm binh, đừng có động vào. Bên trong là nơi cư ngụ của âm binh sau khi chủ soái chết. Tên quyền sĩ kia không muốn bọn chúng quấy phá nên đã nhốt ở đây đó. Xem ra chủ mộ này cũng là một người có trách nhiệm ha." "Chưa chắc đâu. Nhốt như vậy chỉ làm âm binh thêm quán mà thôi. Bởi lâu ngày không được ăn uống cúng kiến, một khi tượng bị đứt vỡ, âm binh quấy phá còn dữ dội hơn. Nếu mà thật sự có trách nhiệm thì trước khi chết đã giao quyền ấn cho người khác rồi. Bây giờ không chạm vào nó, đó là một việc làm tích đức đó." Bức tượng này làm bằng đất nung, rất có thể trong quá trình trộn nguyên liệu đã bỏ thêm rơm hoặc một số chất liệu khác, nên đến tận bây giờ, cho dù đã qua nhiều năm, nó vẫn còn nguyên vẹn cái vẻ bóng nhoáng. Tượng đất nung cao bằng người trưởng thành, tay cầm đại đao, đầu quấn khăn, sắc mặt hiển lộ giận dữ. Tại vị trí mắt trống trơn, thân không mặc đồ, hạ bộ không rõ nam nữ, gói gọn miêu tả bằng hai chữ quái dị. Đi sâu vào khoảng 5 thước nữa, chúng tôi thấy có một cánh cửa cây có màu đen mung. Quân liền nói: "Theo thiết kế đã xem, đây là một trong bốn thất của hầm mộ, là nơi an nghỉ của vợ hoặc là con vị quyền sĩ hồi lâu kia." Tôi soi đèn về phía đối diện, quả thật còn một cánh cửa khác. Những cánh cửa này đều sâu vào, cách đường đi 3 tấc.
Anh Quân sờ vào cửa, gõ gõ vài cái. Âm thanh phát ra chứng tỏ cánh cửa khá mỏng. Anh lùi ra sau lấy đà, đạp tung một phát vào cái cửa bên trái. Cánh cửa gãy khóa bật ra đập mạnh vào tường. Dưới ánh đèn, bên trong lộ ra một cổ quan tài gỗ nằm trên bậc tam cấp. Lại là cách đặt quan này, cho thấy Ngô gia đã từng đến đây. Trên bậc tam cấp có dòng chữ nôm. Bước lên tam cấp, thấy rõ quan chủ. Mở nắp quan, thấy địa phủ âm ti. Anh Quân cười khịch một tiếng. Ngô gia. Mấy chữ nôm kia là cảnh báo được viết bởi Ngô gia. Khi vào mộ thấy dòng chữ này thì biết là có người thủ mộ. Nhiều trộm mộ nhìn thấy dòng chữ thì cũng không dám cài nắp nữa. Nhưng chúng tôi thì khác, nhìn thì lại càng thích thú. Quan tài dài 2 thước, trên đó chạm khắc quả tiết con phụng, đoán chắc là nữ chủ. Không thấy gì đáng chú ý, Quân đặt một tấm gỗ lên nắp quan, rồi bước sang phòng kế tiếp. Trên tấm gỗ có khắc chữ Phường Đạo Mộ Lý Thái Trường Quân. Qua đến phòng này vẫn như bên kia, quan tài đặt trên bậc tam cấp. Gặp nhiều lần như vậy, đôi lúc tôi cũng có một suy nghĩ. Không lẽ hàm ý đứng dưới đất là sinh, bước lên bậc thứ nhất là lão, bậc thứ hai là bệnh, cuối cùng bậc thứ ba là tử. Nếu lý giải như vậy thì quá hợp lý rồi. Bỏ qua hai phòng bên kia, vì dựa theo thiết kế thì hai bên không có gì khác nhau, nên để tiết kiệm thời gian, chúng tôi quyết định đi đến cổ quan cuối cùng. Chủ quan là một quyền sĩ. Trên vách có khắc dòng chữ Lưu Quán Kha, không dám nhìn mặt liệt tổ liệt tông. Đây có thể là một góc khuất nào đó về lý do hậu nhân của Lưu gia không quay về miền Bắc, nhưng tôi không quan tâm nhiều. Nhìn tổng thể thì quan tài này trông khá lớn, độ dày khoảng 5 phân, một tấm ván. Nắp quan đóng chặt bằng cách khớp các móc lại với nhau. Nhìn sơ qua sẽ như một khối lục giác không tì vết, đủ thấy mức độ tài nghệ của người xưa cũng không thua gì máy móc bây giờ. Tôi đang tấm tắc với cách thiết kế thì anh Quân một bên trầm ngâm lên tiếng. Quan tài này có nước. Tôi liền ngồi xuống gần anh để xem cho rõ. Quả thật có một hàng nước đen ngòm đang nhỏ giọt xuống dưới nền gạch. Đây là thứ gì? Có thể là quan lệ, thứ chảy ra từ quỷ sống rồi tích vào quan tài, sau đó rỉ theo các khe, là một loại kịch độc đó. Nếu cái quan này không được gia công tỉ mỉ thì chắc bây giờ xung quanh đây sớm đã là vùng đất chết rồi. Nếu xuất hiện quan lệ thì không lẽ người nằm trong này là quỷ sống sao? Quân không đáp, anh ngậm đèn rồi mò tay vào trong ba lô. Tôi chờ xem anh định làm gì. Quân lấy ra một mẫu giấy màu xanh. Đây là gì? Là quỳ tím. Dùng giấy quỳ tím để thử xem có tính axit hay không. Quân chà sát giấy quỳ tím vào vệt nước. Thoáng sau mẫu giấy liền chuyển sang màu đỏ. Anh lập tức vứt nó đi. Tay còn lại kéo tôi lùi ra một bước. Đừng có tới gần nó. Quỷ sống bình thường ở trạng thái chết, nếu như làm động để cho nó thức giấc thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta đến đây là để phá trận thủ mộ, hiện giờ đã xem như là hoàn thành mục đích. Ra ngoài thôi, tránh đánh động đến thứ nằm trong quan. Anh Quân có vẻ rất e ngại. Tôi lục lại ký ức, mơ hồ có đọc qua một đoạn nói đến cách đối phó khi gặp loài này. Câu nhớ rõ nhất là nếu gặp thì lập tức phải chạy. Chúng tôi đang định ra ngoài thì bên trên bất ngờ có tiếng gọi lớn. Anh Bình, cứu đây! Đây là giọng của thằng An. Không biết mặt đất đã xảy ra chuyện gì mà nó lại hét lên như vậy. Tôi nhìn anh Quân, mặt anh đanh lại, rồi tức tốc chạy đến lối ra. Sợi dây vẫn còn. Tôi bật nhảy đu lên sợi dây, nhanh chóng chui ra khỏi miệng hố. Kéo được anh Quân lên thì đằng sau có tiếng hỏi, là một giọng nam trầm đục. Quân là thằng nào? Tôi soi đèn nhìn lên,
một đám mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang kính mặt. Trên tay lăm lăm chiếc mã tấu dài gần một thước. Tên xăm mình đội nón kết nhìn chúng tôi. Vừa rồi là hắn hỏi thì phải. Quân vừa nhảy ra thì chạm mặt. Anh liền đáp: Ngô gia phái các người tới đây sao? Tên kia đốt điếu thuốc trích một hơi, nhả khói rồi nói: Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Trong rừng đột nhiên có bốn cái xác. Xác này không có đầu, không có thân, ai biết được đây? Hắn hất cằm nhìn tôi. Đúng không nhóc? Đúng cái mã cha nhà mày đó. Tôi đáp rồi móc dao ra. Nhưng ở bên cạnh, không hiểu sao Quân lại kéo áo tôi. Anh liếc mắt chỉ tôi nhìn ra đằng xa. Tôi nhìn theo. Ở đó An và Diễm đang nằm dưới đất. Diễm thì đã ngất đi. An thì mặt mày bầm dập, mồm miệng toàn là máu, cũng mơ màng sắp ngất rồi. Tên kia lại nói: Ơi, thằng nhỏ này nóng tính quá. Tôi sôi máu, định gắt giọng đáp trả, thì anh Quân cướp lời: Tôi muốn thương lượng với ông, thế nào? Làm sao? Nói đi. Ngô gia trả các người bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp ba. Nghe điều kiện thì cũng tạm được đó. Nhưng tao chưa kịp lấy tiền của mày thì đã chết queo rồi. Đám Ngô gia ác thì phải biết. Anh Quân không khó chịu, ngược lại còn cười. Cứ cười đi. Hắn rít thuốc và khói ra lệnh: Lấy mạng bọn nó, đặc biệt là cái thằng tay không kia, lấy đầu nó đem về. Còn hai đứa kia, con nhỏ mặt đẹp đó để làm thịt, thằng nhóc kia cho một phát là được. Đúng vậy, một phát là được rồi. Giọng nói vừa dứt thì tạch một tiếng, tên cầm đầu liền hét lên rồi quỵ xuống ôm chân. Đàn em lập tức nhốn nháo. Đèn pin soi sáng. Không biết từ bao giờ, đứng cách đó mười mấy thước có một đám người mặc vest đen, tay cầm theo một quyển sổ trông như đa cấp. Nhưng từ quyển sổ đó, bọn họ lấy ra toàn là dao ngắn. Có một tên đeo kính đen, tay đang cầm khẩu súng lục, trang bị giảm thanh. Hắn ta kéo một hơi xì gà khinh khỉnh nói: Nghe rồi đó, lũ bên kia muốn làm thịt cô chủ, còn chờ gì nữa, bắt lại tịnh thân hết. Đám người liền hung hãn xông đến. Tên cầm súng bắn một phát chỉ thiên, khiến cho đám kia chiến khí mất sạch mà bỏ chạy đi tán loạn. Tên đại ca được ba thằng khiêng đi hết sức khó khăn. Sau đây, bốn đứa mày muốn được chôn hay là thiêu? Đám kia bị thua trận, chúng tôi vậy mà được cứu cho một bàn thua trông thấy vào ngay giờ phút hiểm nguy. Không biết nhân tố mới xuất hiện này là ai, mà coi bộ cũng không phải dạng vừa gì. Thôi thì cứ ra khỏi cái mộ quỷ quái này trước đã, mọi sự để sau này sẽ tìm cơ hội hỏi cho rõ vậy. Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 Mộ Quỷ của series Những Kẻ Trợ Mộ, được sáng tác bởi Quỳnh Bôi. Ngày hôm nay giọng Huy bị khàn, thu không được tốt, chất lượng âm thanh không được hay, mong là quý bà con thông cảm bỏ lỗi cho. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.